Ở trong bài đầu tiên của cái khoa học AI này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về giao diện khi mới khởi động phần mềm AI các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở AI lên này. Thế thì cho dù các bạn có đang sử dụng phiên bản AI nào thì khi mới khởi động lên chúng ta cũng sẽ đều bắt gặp phải một cái giao diện màu tối như vậy. Và ở cái giao diện này chúng ta sẽ có hai cái nút hay là hai cái chức năng mà các bạn cần phải để ý hay là quan tâm này. Đầu tiên đó là nút new file new file là gì new file là cái nút giúp cho các bạn có thể tạo ra được một cái file thiết kế mới thì đầu tiên nha các bạn thử ấn chuột trái vào chữ new file đi lập tức này nó lên cho các bạn một cái cửa sổ có tên là new document có nghĩa là tài liệu mới hay là một cái file thiết kế mới trong này thì nó sẽ gợi ý sẵn cho các bạn một số cái kiểu thiết kế ví dụ các bạn muốn thiết kế cho các cái sản phẩm là điện thoại này kích thước trên điện thoại này trên web này hoặc cho việc in ấn này hoặc cho việc làm phim hoặc video và các cái bức hình nghệ thuật thì chúng ta sẽ có một số cái gợi ý ở đây đó thì đây là cái đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm ở trong cái cửa sổ new document nhá mỗi một cái file này thì nó đều có các cái kích thước khác nhau thì đây sẽ là nơi để các bạn nhập cái kích thước của cái file thiết kế giả sử những cái yêu cầu các bạn thiết kế ra một cái file có kích thước là gì đấy 30 nhân 60 cm thì chúng ta sẽ phải thiết lập ở bên cái phần này. Thì cái kiến thức này các bạn sẽ học ở trong các bài sau. Bài này các bạn sẽ tập làm quen với một cái cửa sổ có tên là New Document nhé. Đây. Các bạn bấm vào New File này thì nó lên cho các bạn được một cái cửa sổ có tên là New Document. Hoặc nếu như các bạn không bấm vào New File ở đây thì các bạn có thể chọn vào File rồi các bạn chọn New ở trên này cũng được. Nó cũng sẽ lên cho các bạn một cái cửa sổ có tên là New Document. Hoặc các bạn dùng phím tắt Thì các bạn sẽ bấm phím Ctrl N Ở trên bàn phím Nó cũng lên cho các bạn được một cái cửa sổ Có tên là New Document Như vậy các bạn cần phải nhớ Chúng ta sẽ có 3 cách để mở ra cái cửa sổ New Document nhé Để tạo ra một cái file thiết kế mới Đó là gì? Cách một các bạn bấm vào New File đây Đây là cách một này Cách thứ hai các bạn vào file Các bạn chọn New Cũng lên được cửa sổ New Document Và cách thứ ba bạn đọc quen dùng phím tắt thì các bạn sẽ bấm phím Ctrl N ở trên bàn phím. Nó cũng sẽ lên cho các bạn một cái cửa sổ có tên là là New File các bạn nhé. Đó, thì đó là cái nút đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm này. Nút thứ hai là gì? Là nút Open. Khi các bạn bấm chuột trái vào chữ Open thì lập tức nó sẽ bật lên cho các bạn một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này thì nó giúp các bạn gì đây? Mở lại các cái file cũ mà các bạn đã thiết kế. Hoặc là các bạn muốn mở ra một cái file AI mà các bạn tải ở trên mạng về thì chúng ta cũng có thể sử dụng tới cái nút open này. Đây, open này. Cái này thì các bạn cũng sẽ tập làm quen với nó ở trong các cái bài sau nhé. Bài này các bạn biết là chúng ta sẽ có hai nút là new file này và open này. Với open này chúng ta cũng sẽ có ba cách mở. Một là các bạn bấm chuột trái vào cái chữ open ở đây. Hai là các bạn cũng sẽ vào file, các bạn chọn là open. Thì nó cũng sẽ lên cho các bạn một cái cửa sổ có tên là open nhé, open là mở mà. Và cái thứ ba là các bạn cũng sẽ bấm phím phím tắt đấy là cái phím Ctrl O ở trên bàn phím thì lập tức nó cũng sẽ mở lên cho các bạn một cái cửa sổ có tên là là Open nhá. Đó, thì đó là hai cái chức năng chính mà các bạn đi đấy cần phải quan tâm khi chúng ta mới mở phần mềm AI. Như vậy về mặt kiến thức thì ở trong bài đầu tiên này các bạn sẽ cần phải nhớ cho mình là gì đây? Chúng ta sẽ có ba cách để tạo ra một cái file thiết kế mới, đó là vào new file này, đó là vào file chọn new này Và đó là Ctrl N Tương tự với open Chúng ta cũng sẽ có ba cách nhé Việc của các bạn là sẽ phải chọn ra một cách Các bạn sẽ sử dụng để các bạn tập làm quen dần Với các cái thao tác này nhé Bởi vì sau các bạn sẽ liên tục phải sử dụng đấy Các bạn có thể chọn phím tắt Là Ctrl N và Ctrl O Hoặc bạn nào dùng chuột thì các bạn Có thể bấm vào đây luôn này New thì bấm vào đây Còn open thì bấm vào đây nhé thì đó là các kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong cái bài đầu tiên khi tìm hiểu về giao diện khởi động của phần mềm AI. Ở trong bài số 1 ngày hôm trước thì các bạn đã được tìm hiểu về giao diện khi khởi động phần mềm AI nhé. Còn trong bài 2 này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về giao diện làm việc. Các bạn nhớ nhé, có hai loại giao diện. Một là giao diện khởi động và hai là giao diện làm việc. Thì bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm AI lên. Thì ngay sau khi các bạn mở phần mềm thì các bạn sẽ gặp phải một cái giao diện là giao diện khởi động. Mới mở thì người ta gọi là khởi động. Trong cái khởi động này, các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái nút là New file và Open đúng không? Cái này bài trước các bạn đã được tìm hiểu rồi. Thì bây giờ để có thể tiếp theo tiếp tục đi đến cái giao diện làm việc thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào cái chữ New file, bấm chuột trái vào chữ New file để tạo ra một cái file mới. Trong cái cửa sổ New Document các bạn sẽ không cần phải quan tâm tới các cái thông số này vội nha. Các bạn sẽ bấm tiếp giúp mình vào phần Print. Bấm chuột trái vào chữ Print này. Sau đó các bạn chọn giúp mình vào cái khổ A4. Bấm chuột trái tiếp vào A4. Tiếp theo các bạn bấm chuột trái vào chữ Create. Đó. Thì khi các bạn nhìn thấy một cái như vậy thì đây người ta gọi là giao diện làm việc nó khác so với gì đấy giao diện khởi động các bạn nhé ở trong cái giao diện làm việc này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái khổ giấy A4 màu trắng và chúng ta chưa thiết kế gì ở trên cái khổ giấy này cả bên tay trái chúng ta sẽ có các cái công cụ này ở bên tay trái nhé các bạn thấy chúng ta sẽ có các cái công cụ như vậy thì đây người ta gọi là gì đấy giao diện làm việc còn bên tay phải nó sẽ có được các cái thông số để các bạn tùy chỉnh chi tiết đó giao diện làm việc thì nó sẽ có ba thành phần chính nhá một là các công cụ ở bên tay trái hai là cái thiết kế của các bạn nằm ở giữa và ba là một cái bảng thông số chi tiết ở bên tay phải đó các bạn bài này các bạn sẽ phải nhớ cho mình là có 3 phần như vậy nhá thế thì cái kiến thức quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được ở trong bài này là gì là khi các bạn làm việc trên phần mềm ai này sẽ có những lúc các bạn lỡ tay các bạn làm lệch lạc đi cái giao diện này ví dụ đó mình lỡ tay mình di chuyển cái thanh công cụ ra đây hoặc các bạn chuyển từ hai dòng thành một dòng hoặc các bạn làm mất thanh công cụ này mất chưa tương tự nhé với bên này các bạn cũng lỡ tay các bạn di chuyển ra ngoài hoặc các bạn làm mất đi các cái tính năng của nó thì làm sao để các bạn có thể khôi phục lại được cái thanh công cụ này về mặc định thì đây sẽ là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được này mình thấy có nhiều bạn mới tìm hiểu về phần mềm AI sau đó các bạn lỡ tay các bạn làm hỏng đi cái giao diện làm việc của nó rồi các bạn sẽ không biết cách làm sao để quay trở lại được cái giao diện đó và các bạn sẽ bỏ cuộc nhé rất nhiều các bạn bỏ cuộc khi các bạn gặp phải cái lỗi này thế thì giả sử bây giờ nhé bây giờ các bạn có tắt bỏ đi này sau đó các bạn có mở lại phần máy đây mình mở lại này thì nó vẫn sẽ bị lỗi cái giao diện làm việc của các bạn đây mình sẽ minh họa cho các bạn nhé mình tắt đi này mình vào new file tạo file mới mình vào print này mình chọn vào A4 này Mình bấm vào Create này Đó Thì hiện tại cái giao diện làm việc của mình Vẫn đang bị thiếu công cụ Và thiếu các cái bảng thông số chi tiết nhé Thậm chí các bạn có gì đây Các bạn có gõ phần mềm đi cài lại Thì nó vẫn bị cái tình trạng như vậy Vì vậy bây giờ sẽ có một cái thao tác Cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nắm được này Thao tác quan trọng Đó là gì? Đó là khôi phục Giao diện làm việc về mặc định đây khi các bạn làm chủ được cái thoát này rồi thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn bị sợ bị lỗi giao diện nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể đưa nó trở về lại cái ý muốn của chúng ta nhé bất kỳ lúc nào bằng cách các bạn sẽ vào Windows cho mình bấm chuột trái vào Windows này sau đó các bạn chọn tiếp tới một cái phần có tên là Workspace có nghĩa là giao diện làm việc đấy Workspace và cuối cùng nhá các bạn chọn giúp mình tới một cái tính năng có tên là gì Reset Essential Classic đây nhá khi các bạn thấy nó đang tích vào cái chữ gì đấy essential classic thì đây sẽ là cái giao diện làm việc mặc định này và các bạn chọn giúp mình tới một cái gì đấy là reset là khôi phục thì lập tức cái thay công cụ của các bạn và cái bảng thông số chi tiết nó sẽ hiện trở lại cho các bạn nhá đấy đây là một thao tác cực kỳ quan trọng khi các bạn mới làm việc ở trên phần mềm ai mình muốn chia sẻ với các bạn kỹ từng chút một để các bạn lỡ có phải trường hợp nào thì các bạn cũng sẽ tự xử lý được nhé các bạn không bị sợ khi các bạn mới tiếp xúc với các cái phần mềm thiết kế đồ họa rồi mình minh họa lại này giả sử bây giờ nhé mình có làm lỗi này lỗi này các bạn dù có lỗi thế nào cho nữa các bạn cũng không sợ các bạn chỉ cần nhớ một thao tác đó là khôi phục giao diện làm việc về mặc định bằng cách các bạn chọn vào windows này các bạn chọn vào workspace và các bạn chọn giúp mình tới một cái dòng có tên là reset essential classic thì dù các bạn có làm gì nó cũng sẽ khôi phục cho các bạn cái giao diện về mặc định nhé Thì các bạn phải nhớ là gì? Chúng ta sẽ có một số cái giao diện này Đây, WordSpec này Hiện tại nhé, thì nó sẽ tích cho các bạn vào cái chỗ là gì đây? Scentia Classic Thì các bạn có thể chuyển sang phần layout thì nó sẽ khác này Mỗi một cái giao diện thì nó sẽ có một số thông số khác nhau Đây Mặc định thì phần mềm AI nó sẽ cung cấp cho các bạn được 6 hoặc 7 cái giao diện đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này bản mới thì nó sẽ có 9 cái giao diện làm việc khác nhau tuy nhiên là các bạn nhớ chúng ta sẽ luôn chọn vào một cái giao diện để cho các bạn sẽ làm nhất là giao diện gì nhỉ là snt classic nhá các bạn phải để dấu tích ở chữ gì đây? ở chữ snt classic đó. rồi sau đó các bạn lỡ tay các bạn làm gì chăng nữa thì các bạn cũng sẽ chỉ cần khôi phục bằng một cái cách là gì cái cách là các bạn sẽ vào Windows này các bạn chọn workspace khi các bạn nhìn thấy tích ở phần snt classic rồi thì các bạn chọn giúp mình tới một tính năng có tên là reset reset là khôi phục nhá reset essential classic đó khi các bạn nắm được kiến thức này rồi thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn sợ bị lỗi giao diện khi các bạn làm việc ở trên phần mềm ai nữa thì đây là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng ở trong số 2 này khi các bạn ở trong bài 2 này khi các bạn tìm hiểu về gì đây giao diện làm việc các bạn nhớ là sẽ có hai cái giao diện làm việc nhá một là khởi động và hai là làm việc thì đây là cái giao diện mà các bạn sẽ phải làm nhiều nhất này Còn khởi động thì các bạn chỉ tiếp xúc trong khoảng 30 giây thôi Còn có thể các bạn sẽ phải làm việc ở trên cái giao diện này hàng tiếng đồng hồ nhé Vì vậy có một thao tác mà các bạn cần phải nắm được Đó là reset cái giao diện làm việc của các bạn về mặc định Đó thì đó là kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 2 này nhé Tiếp theo ở trong bài số 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem là chúng ta sẽ cần phải làm gì trước khi đi thiết kế ở trên phần mềm AI nhé. Thế thì uh, mục đích của bài học này là các bạn sẽ cần phải trả lời được một cái câu hỏi là gì? Là sau khi thiết kế xong, các bạn sẽ làm gì với cái pha thiết kế đó? Sẽ làm gì với pha thiết kế? Thì các bạn biết phần mềm AI là một phần mềm thiết kế hình ảnh. Vì vậy, sau khi các bạn thiết kế xong, các bạn sẽ được một cái file ảnh. Một cái file ảnh. Đó. Vì vậy các bạn sẽ cần phải làm gì với cái file ảnh này? Thì thông thường nó sẽ có hai mục đích phổ biến nhất. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là các bạn sẽ mang đi in ấn. Mang đi in ấn. Và thứ hai là gì? Là các bạn sẽ đăng tải nó online đăng tải online lên trên web này hoặc lên trên Facebook, Zalo vân vân. Chung quy lại thì các bạn sẽ có hai cái mục đích như vậy. Một là các bạn sẽ mang đi in ấn, hai là các bạn sẽ đăng tải online lên các trang web mạng xã hội. Thì thì với mỗi một trường hợp này các bạn sẽ cần phải nắm được các cái kiến thức khác nhau này. Khi đi in ấn thì trước khi thiết kế các bạn sẽ phải biết hoặc các bạn sẽ phải hỏi khách hàng xem kích thước file thiết kế hay là file ảnh đấy là bao nhiêu đó các bạn phải biết được kích thước mà khách hàng hay các bạn đang mong muốn là bao nhiêu thì chúng ta mới làm việc được mình đến nhiều bạn nhé không cần biết bao nhiêu các bạn cứ thiết kế là các bạn sẽ mở ai lên các bạn làm mà các bạn không có biết cái này thì sau đó các bạn sẽ phải chỉnh sửa các bạn sẽ phải làm mất rất nhiều thời gian nhé vì vậy các bạn sẽ phải hỏi khách hàng xem hoặc các bạn phải biết là kích thước cái file in ấn của các bạn ấy khi các bạn mang đi in thì các bạn phải biết cái file in của các bạn sẽ có kích thước là bao nhiêu thông thường với in ấn thì các bạn sẽ phải biết được đơn vị của nó đơn vị đo nhé thông thường là cm hoặc là là mét ví dụ khách hàng bảo các bạn thiết kế cho một cái banner chiều dài là 30 cm chiều rộng là bao nhiêu 60 cm thì các bạn phải biết được cái này trước khi các bạn mở ai lên các bạn thiết kế thì sau đó các bạn làm nó mới dễ và các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa nhiều nhé thì tương tự với trường hợp hai trước khi thiết kế thì các bạn cũng phải biết hoặc là các bạn phải hỏi khách hàng xem kích thước thiết kế là bao nhiêu với online thì chúng ta sẽ sử dụng tới một cái đơn vị đo sẽ là pixel đó ví dụ các bạn muốn thiết kế một cái ảnh để các bạn chạy quảng cáo Facebook thì các bạn thấy nó sẽ có kích thước là gì đấy là 900 pixel 900 x 900 pixel đó vì vậy các bạn cần phải biết được các cái thông số này còn ở đây ví dụ khách hàng người ta yêu cầu các bạn làm cho người ta một cái thiết kế với chiều ngang là 60 cm và chiều dọc là 30 cm thì các bạn sẽ cần phải làm sao cần phải biết được các thông số này rồi sau đó các bạn mới gì đây Mở AI lên các bạn thiết lập thông số Và các bạn làm nhé Chứ các bạn chưa biết cái này Là các bạn chưa được làm vội nhé Mình thấy nhiều bạn không biết thiết kế Kích thước là bao nhiêu mà các bạn đã mở AI lên các bạn làm Thì sau đó các bạn sẽ phải chỉnh sửa Các bạn sẽ phải làm rất bất công nhé Đó Vì vậy trong bài này các bạn cần phải nhớ là gì Trước khi mở AI lên Thì các bạn phải có ý tưởng Hoặc có sẵn thông số trong đầu Là các bạn sẽ làm để đi in ấn Hay là các bạn sẽ làm để đăng tải lên trên online Đó Nếu các bạn biết thì các bạn làm không thì các bạn sẽ phải hỏi khách hàng hỏi cái người thuê bạn làm ấy là người ta đang muốn làm kích thước để in ấn hay là để gì đây để đăng tải online nếu in ấn thì các bạn phải hỏi người ta được là chiều ngang là bao nhiêu cm chiều dọc là bao nhiêu cm còn đăng tải online thì các bạn cũng phải hỏi người ta được kích thước là bao nhiêu pixel nhân với bao nhiêu pixel nhá đó thì đây là cái thức quan trọng mà các bạn cũng sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 3 này tiếp theo ở trong bài số 4 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách tạo ra một cái file thiết kế chuẩn thế thì để tạo ra được một file thiết kế chuẩn thì các bạn sẽ cần phải biết được là các bạn sẽ thiết kế dùng để làm gì thì có hai mục đích một là các bạn sẽ dùng vào việc in ấn print tiếng anh là print hai các bạn sẽ thiết kế để đăng online hay là đăng lên các web bao gồm có facebook Zalo, TikTok vân vân thì người ta gọi là đăng lên web. Thế thì với mỗi trường hợp này các bạn sẽ cần phải nắm được năm cái thông số. Năm cái thông số. Đầu tiên là gì? Đầu tiên đó là width. Hay người ta gọi là gì đấy? Gọi là chiều ngang. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là hết. Hay là chiều dọc. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là đơn vị đo Trong trường hợp in ấn thì các bạn sẽ dùng đơn vị đo là cm hoặc là mét Tiếp theo là color mode Đây người ta gọi là hệ màu Thì của nó sẽ là cm Và cuối cùng là độ phân giải thì thông thường của nó sẽ là bao nhiêu? 300 PPI Đó Thì tương tự với các bạn đang lên web thì các bạn cũng sẽ cần phải nắm được năm cái thông số này. Bao gồm là width hay là chiều ngang đấy. Tiếp theo là hết Chiều dọc. Tiếp theo là đơn vị đo. Với trường hợp web này thì các bạn sẽ sử dụng tới đơn vị đo là pixel, viết tắt là px. Tiếp theo là color mode, nó là hệ màu thì chúng ta sẽ sử dụng tới gì đây một cái hệ màu có tên là RGB và cuối cùng là độ phân giải thì thông thường chúng ta sẽ để cho nó là 72 ppi đó thế thì ở đây này mình sẽ phân tích cho bạn một chút nhá giữa in ấn và web nó chỉ khác nhau về cái chiều ngang và chiều dọc thôi còn các cái này các bạn cứ nhớ một lần là được nhé Ví dụ khi ấn thì bắt buộc các bạn sẽ phải chọn là CMYK Và độ phân giải của nó là 300 BBI Đơn vị đo của nó là cm hoặc mét Còn gì đây Còn với đăng web thì các bạn nhớ đơn vị đo là pixel Hệ màu là RGB Và độ phân giải là 72 Vì vậy khi thiết kế có hai thông số quan trọng mà các bạn sẽ cần phải hỏi khách hàng hoặc các bạn sẽ cần phải biết là gì đấy là chiều ngang là bao nhiêu chiều dọc là bao nhiêu còn cái này thì các bạn sẽ phải nắm được nhé bởi vì các bạn là người thiết kế thì các bạn cần phải biết là với in ấn thì sẽ chọn hệ màu là CMYK và độ phân giải là 300 này có thể khách hàng không biết cái này đây khách hàng có thể không biết hai cái dưới mà họ chỉ cung cấp cho bạn được ba cái trên thôi đó bạn sẽ hỏi khách hàng ba thông số ở trên còn hai cái dưới thì các bạn sẽ phải tự nắm được bởi vì các bạn là người thiết kế các bạn phải biết là khi in ấn chúng ta sẽ sử dụng hệ màu là CMYK và độ phân giải của nó là thường thường là 300 còn khi gì đấy đang online thì các bạn cũng sẽ hỏi khách hàng gì đấy ba cái này và các bạn sẽ phải biết được hai cái này là RGB và 72 ppi nhé ví dụ bây giờ khách hàng bảo muốn làm một vai in với kích thước chiều ngang là gì đấy là 60 và chiều dọc là 30 đó thì các bạn sẽ cần phải nắm được hai cái này nhé đấy đây là hai quan trọng nhất này thông thường thì các bạn sẽ hỏi khách hàng là gì đấy chiều ngang là bao nhiêu chiều dọc là bao nhiêu đơn vị là cm hay là mét thì khách hàng sẽ cung cấp cho các bạn ba cái thông số này đây đây là ba cái mà khách hàng sẽ cung cấp cho các bạn nhé còn hai cái này là các bạn sẽ phải nắm được rồi thì tương tự với web khách hàng sẽ yêu cầu các bạn làm cho một cái banner hay một cái ảnh để chạy quảng facebook với đơn vị đo là 900 chiều ngang chiều dọc cũng là 900 hình vuông thì các bạn tự phải biết đơn vị đo là pixel hệ màu là grb và cuối cùng độ phân giải là 72 nhé Rồi thì, thì bây giờ để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé Thì các bạn sẽ mở phần AI lên Đầu tiên này chúng ta sẽ tạo ra một cái thiết kế Theo yêu cầu của khách hàng là gì Là có chiều ngang là 60 Chiều dọc là 30 Đơn vị của nó sẽ là cm nhé Đây mình sẽ để là cm cm hoặc nếu các khách hàng yêu cầu đổi đơn vị Ví dụ khách hàng bảo làm 1 mét thì các bạn phải biết 1 mét bằng 100 cm nhé. Chúng ta sẽ thống nhất đơn vị là cm cho các bạn dễ hình dung. Rồi. Khi các bạn nhận được một cái phát thiết kế của khách hàng là gì đấy chiều ngang 60, chiều dọc 30, đơn vị đo là cm thì bây giờ các bạn làm thế nào để tạo ra được một cái phát thiết kế có thông số chuẩn như vậy? Bằng cách này, các bạn sẽ bấm vào new file để tạo ra một cái file thiết kế mới. Các bạn đang muốn in ấn thì các bạn chọn giúp mình vào phần print giúp mình. Đây, in ấn thì các bạn sẽ chọn là là print nhá. In ấn là print. Chọn vào print này. Tiếp theo các bạn nhìn sang bên tay phải thì nó sẽ có một số cái thông số sau. Đầu tiên là cái tên của phát thiết kế, mặc định của nó là gì đấy? An thay thổi một đúng không? Các bạn sửa lại theo tên khách hàng cũng được. Ví dụ cô A. Tiếp theo này là cái gì? Tiếp theo là cái quan trọng là các bạn phải biết đơn vị đo của nó là cm đúng không? Thì các bạn phải chọn đơn vị đo trong cái phần này. Chọn của nó về gì đấy? Về cm này. Đây, cm là mét thì các bạn chọn cho mình là cm. cm thì là bao nhiêu? Chiều ngang là width là 60 thì các bạn nhập vào đây là 60. 60. Chiều dọc là bao nhiêu? Là 30 thì các bạn nhập vào phần hết này là 30. Đây hết đây là 30 Rồi tiếp theo là gì Tiếp theo của nó sẽ là đơn vị đo cm Thì các bạn biết rồi chọn rồi đúng không Lưu ý nhé các bạn nên chọn cm trước Đây mình sẽ đưa lên đầu này Đầu tiên các bạn phải biết đơn vị đo của nó là cm Đó Sau đó các bạn đi đặt chiều ngang chiều dọc Color mode hệ màu thì nó là cái nào Đây color mode này Thì mặc định của nó sẽ là CMYK nhé In ấn thì các bạn chọn là CMYK Color và cuối cùng là gì? Cuối cùng là độ phân giải thì đây, nó là cái 300 này này. Nó sẽ có bốn mức này, 36 này, 72 này, 150 này và 300. Thì ít ấn các bạn sẽ chọn cái mức là 300 nhá. Đó. Sau khi các bạn nhìn lại một số cái thông số như vậy là tên của khách hàng này hoặc là tên của khách thiết kế này, tiếp theo đơn vị đo là cm này, tiếp theo là chiều width, width là chiều gì? Width sẽ là cái chiều ngang. Tiếp theo là gì? Hết chiều dọc. Color mode CMYK in ấn 300. Xong các bạn bấm Create. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra được một cái file thiết kế. Đây, đây sẽ là cái chiều ngang của nó này. Đơn vị đo là cm, 6 cm. Đây là chiều dọc, 3 cm. Thì khi các bạn làm như vậy, các bạn mang đi in thì chắc chắn các bạn sẽ tạo ra được một cái file chuẩn nhé mà các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa nhiều. Còn đây sẽ là tên của file thiết kế hoặc tên của khách hàng là Coa đây, hệ màu của nó sẽ là CMYK. Đó, thì đó là cách để các bạn tạo ra được một cái file thiết kế chuẩn bằng cách các bạn sẽ hỏi khách hàng là dùng để in ấn hay làm gì. Nếu in ấn, đơn vị đo sẽ là cm, chiều ngang là bao nhiêu, chiều dọc là bao nhiêu. Còn hai cái này thì các bạn sẽ tự chọn nhá. Rồi, tương tự này. Cái thứ hai là gì? Đây, khi tạo ra một file thiết kế rồi nhá, để tạo ra file nữa thì các bạn có thể x bỏ đi này. Nó sẽ có cái x bỏ thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn cái giao diện gì đây? Đây là khởi động nhá, còn cái vừa rồi thì gọi là làm việc Tiếp theo với dòng web cũng vậy nhá Đây tạo ra một cái file đăng web Đây mình đưa lên đầu đi cho nó các bạn sẽ làm Theo thứ tự các bạn sẽ làm nhé Đơn vị đó là Pixel đúng không Các bạn cũng sẽ vào new file để tạo ra một cái file mới Thì vừa rồi in ấn thì các bạn chọn print đúng không Bây giờ đang là web Các bạn chọn vào web cho mình Chọn vào web này Tiếp theo là gì Chọn web xong thì các bạn chọn đơn vị đo là pixel thì ở bên này, đây, chọn pixel. Tiếp theo là gì? Chiều ngang là width là 900 thì đây, width đây, nhập vào đây là 900. Tương tự, chiều dọc là hết cũng là 900. Các bạn nhập vào đây cũng là 900. Đó. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là color mode, hệ màu RGB thì đây, chọn là RGB color và cuối cùng là gì? là độ phân giải thì các bạn chọn là 72 ppi chính là đây 72 ppi sau khi xong thì các bạn có thể bấm create và các bạn nhớ là đặt cho cái tên nhé một là tên của khách hàng hoặc hai là tên cái file thiết kế đăng facebook cho các bạn đấy để cho các bạn dễ tìm dễ làm ấy mà và cuối cùng các bạn sẽ bấm vào cái chữ có tên là create đó thì các bạn sẽ được một cái file hình vuông 900 chiều ngang 900, chiều dọc cũng là 900. Tên của nó là đăng Facebook và hệ màu của nó sẽ là RGB. Thì đó, đó là cách để các bạn sẽ tạo ra được một cái file thiết kế chuẩn. Các bạn làm chuẩn ngay từ ban đầu thì sau đó các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều và gửi cho khách hàng thì người ta sẽ không bị lỗi khi in hoặc không bị thừa kích thước khi đăng lên trên online đăng lên web nhé bằng cách các bạn sẽ cần phải biết được hoặc hỏi khách hàng ba cái thông số chiều ngang chiều dọc và gì đấy và đơn vị đo còn cái hệ màu và cái độ phân giải thì bắt buộc các bạn cần phải biết bởi vì các bạn là người thiết kế mà thì đây là kiến thức cơ bản thôi nó không có gì là khó cả các bạn cứ nhớ là gì nhớ là in ấn thì sẽ để là 300 và cmyk còn các bạn làm web thì các bạn sẽ để là 72 và rgb đó đó là cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được khi các bạn tạo ra một cái file thiết kế mới nhá cái bước này các bạn phải làm đúng này Chứ các bạn làm sai là sau các bạn sẽ rất là dây việc nhá. Vì vậy, ngay từ bước đầu các bạn sẽ phải cẩn thận. Đây, đây là giao diện làm việc. Khi x bỏ đi thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn cái giao diện khởi động nhá. Có hai cái thì các bạn nhớ này, tạo file mới bấm new file. Đó, nếu mà làm gì in ấn thì chọn vào print, còn không làm web thì các bạn chọn vào web nhá. Đó, và các bạn sẽ phải nắm được các thông số của nó. Đầu tiên là chọn gì đây? Chọn đơn vị đo trước nhá. Nhớ là vào đây rồi thì các bạn chọn đơn vị đo trước nhé nhiều bạn nhập cái này trước thì xong nó hay bị sai đó nhớ chọn giúp mình là gì là cm trước rồi các bạn mới nhập các cái thông số vào đây thế thì với in ấn nó sẽ có một cái nữa là cái phần bleed này thì các bạn cứ để mặc định giúp mình là 000 nhé. đây là phần bù xén thì cái này sau khi các bạn làm việc thì các bạn sẽ tìm hiểu sau còn bài đầu thì các bạn chỉ cần quan tâm giúp mình là gì là đơn vị là cm này tên của pha thiết kế này chiều ngang này, chiều dọc này, hệ màu này và độ phân giải. Xong thì các bạn sẽ bấm vào Create nhé. Thì đó cũng sẽ là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 4 này. Tiếp theo ở trong bài số 5 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cách lưu file thiết kế. Các bạn lưu ý đây là file gốc của các bạn cho nên rất là quan trọng nhé. Thế thì mục đích của cái việc lưu file thiết kế là gì? Mục đích này. Thứ nhất là nó giúp cho các bạn tránh được cái việc là khi các bạn đang thiết kế mà bị mất điện hoặc là bị máy tính đơ hoặc là phần mềm đơ thì các bạn sẽ cần phải làm lại từ đầu vì vậy mục đích của nó là dự phòng rủi ro khi mất điện hoặc là máy đơ phần mềm đơ thì các bạn đỡ phải làm lại từ đầu nhé làm lại thứ hai là gì thứ hai là nó giúp các bạn làm đi làm lại được nhiều lần vì sao bởi vì các bạn biết là có các cái file thiết kế mà phức tạp thì chúng ta sẽ phải làm trong nhiều ngày thậm chí làm trong nhiều tuần vì vậy các bạn sẽ cần phải làm cái bước là lưu file để chúng ta có thể làm được nhiều lần nhé mỗi hôm các bạn rảnh các bạn vào các bạn thiết kế được một chút sau đó các bạn tắt phần mềm đi khi nào rảnh các bạn vào các bạn mở lên các bạn làm tiếp vì vậy cái bước này là cái bước cực kỳ quan trọng mà bắt buộc các bạn sẽ cần phải làm nhé. Và chúng ta sẽ làm cái bước này ngay sau khi các bạn tạo ra được một cái file thiết kế mới. Thì bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn cách làm nhé. Đầu tiên là thì các bạn cũng sẽ mở phần AI lên. Sau đó để tạo ra một thiết kế mới các bạn bấm vào new file đúng không? Bởi vì in ấn mình chọn vào print. Trong phần này mình sẽ điền tên thiết kế của mình. Ví dụ khách hàng tên là cô Ngân. In ấn thì mình chọn đơn vị là gì? Là cm. Ở đây là kích thước. Ví dụ cô Ngân yêu cầu kích thước về chiều ngang là 30, chiều dọc là bao nhiêu? Là 10. Rồi, hệ màu là CMYK đúng rồi. Độ phân giải 300 đúng rồi. Mình sẽ bấm vào Create. Thì đây chính là cái thiết kế của khách hàng tên là Cô Ngân này Ngay sau khi các bạn tạo ra được một file thiết kế mới rồi Thì chúng ta sẽ phải làm cái bước là gì đấy Lưu lại cái file thiết kế này Bằng cách này các bạn vào file Các bạn chọn xếp cho mình Đây vào file chọn xếp nhé Xếp là lưu này Thì lập tức nó lên cho các bạn một cái bảng có tên là xếp e Trong cái bảng này thì đầu tiên các bạn nên chọn cái nơi lưu Thì ở đây mình minh họa mình chọn lưu ra ngoài màn hình desktop nhé File name thì nó sẽ lấy luôn cái file khách hàng của các bạn thì các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều về loại file thì nó sẽ mặc định của nó là ai nhé các bạn cũng sẽ để mặc định giúp mình là ai sau đó các bạn bấm xếp giúp mình nó lên cho các bạn một cái bảng thì các bạn cũng sẽ không cần phải quan tâm gì nhiều đâu các bạn bấm vào ok đó thì lập tức này lúc này ở ngoài màn hình của các bạn nó sẽ có một cái file tên là gì tên là cô ngân ai này bởi vì thiết kế của các bạn là một file trắng thì nó sẽ có ảnh đại diện là hình màu trắng thế thì bây giờ nhá sau khi các bạn có được như vậy rồi các bạn x bỏ phần mềm đi thì lần sau bây giờ các bạn muốn thiết kế cái file này thì các bạn có thể mở trực tiếp cái file này lên bằng cách các bạn ấn chuột trái hai lần vào nó như mở một cái phần mềm bình thường thôi là tự động nó sẽ mở lên cho các bạn cái file thiết kế mà các bạn sẽ không cần phải đặt lại kích thước nữa đó thì bây giờ các bạn thiết kế thì các bạn chỉ cần thiết kế ở trên cái khu vực màu trắng này thôi thì đó là cách để các bạn gì đấy đó là cách để các bạn lưu lại được cái file thiết kế gốc nhá giả sử sau đó các bạn thiết kế gì vào đây thì nó cũng sẽ lưu lại cho các bạn và lần sau các bạn muốn làm thì các bạn sẽ mở trực tiếp như vừa rồi hoặc không nhá hoặc không thì các bạn có thể mở phần mềm ai lên nó cũng sẽ ở đây cho các bạn luôn này những cái file nào mà các bạn đã thiết kế gần đây thì nó sẽ hiển thị ở gần đây cho các bạn hoặc không thì bây giờ các bạn sẽ dùng tới một tính năng có tên là open này các bạn bấm vào open rồi chọn ra ngoài màn hình các bạn chọn vào cái file cô ngân đấy, đây thì nó sẽ là cái gì đấy? thao tác mở lại một cái file thiết kế mà các bạn đã lưu trên máy, đó. như vậy là các bạn nhớ là sau khi đã có một file gốc nhá, thì các bạn sẽ có ba cách mở. một là các bạn mở trực tiếp ở ngoài màn hình, hai là các bạn sẽ vào phần mềm ai, các bạn mở nó bằng cái nút là nút open, đây open đây. và ba là các bạn sẽ nhìn thấy nó trực tiếp ở trong phần Recon này là gần đây thì các bạn cũng có thể mở trực tiếp ở đây luôn Thế thì khi các bạn có được cái file thiết kế gốc như vậy rồi thì có một số cái lưu ý với cái file này nhé Thứ nhất là gì? Thứ nhất là các bạn sẽ không gửi file này cho khách hàng Lưu ý này Lưu ý Không gửi file gốc này cho khách hàng Bởi vì sao? bởi vì nếu như trên máy tính của khách hàng không có phần mềm ai thì họ sẽ không thể nào mà xem được hoặc thứ hai là nếu như họ mà có phần ai nhé mà họ biết sử dụng ai thì họ sẽ lấy luôn cái thiết kế của các bạn và họ sẽ không trả tiền cho các bạn nữa rất nhiều bạn gặp cái trường hợp này rồi vì vậy khi gửi cho khách hàng các bạn sẽ không được gửi file này không được gửi file gốc này nhé cái file này là cái file chỉ để cho một mình các bạn xem một mình các bạn sử dụng và một mình các bạn thất kế ở trên máy tính của các bạn thôi các bạn không gửi cho khách hàng cái file này bởi vì nếu gửi thì người ta cũng không xem được mà nếu như xem được mà họ hiểu về ai là họ sẽ sử dụng luôn cái thiết kế của các bạn và họ sẽ không trả cho các bạn cái tiền thiết kế nữa thì đó là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được nhé để gửi cho khách hàng thì chúng ta sẽ học cách gửi khác ở trong các bài sau bài này các bạn học cách lưu file gốc file này là file của các bạn các bạn sẽ không gửi file này cho ai cả chỉ để trên máy tính để các bạn thiết kế thôi nhé còn gửi cho khách hàng thì chúng ta sẽ phải gửi kiểu khác để khách hàng họ sẽ thanh toán tiền cho các bạn và họ không thể nào mà lấy được file gốc này của các bạn nhé. Đó. Vì vậy trong bài này các bạn sẽ cần phải học cách lưu file thiết kế này và mở file thiết kế nhé. File thiết kế của chúng ta là sẽ có đuôi là AI. Còn tên thì các bạn sẽ đặt nó ngay từ lúc cái bước mà các bạn tạo ra một cái file thiết kế mới đấy. Đó. Đó là kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 5 này nhé. Tiếp theo ở trong bài số 6 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một cái thanh công cụ có tên là tool bar các bạn nhé. Đây sẽ là thanh công cụ mà các bạn thường xuyên phải sử dụng khi các bạn thiết kế ở trên phần mềm AI. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm AI lên. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái file thiết kế mới. Mình sẽ làm đi làm lại cái bước này để cho các bạn quen nhé. Bằng cách các bạn bấm vào new file. Đến đây rồi thì các bạn sẽ cần phải biết là các bạn sẽ thiết kế để in ấn hay là đăng lên trên web. Ở đây mình sẽ chọn vào web đi. Ví dụ mình chọn vào web, mình làm một cái ảnh để chạy quảng cáo Facebook đúng không? Cho một khách hàng. Đây, tên của khách hàng ở đây. Ví dụ là anh Thái. Các bạn có thể ghi được ngày trả nhé. Ví dụ ngày trả là ngày mùng 10 tháng 10. Ví dụ thế để cho các bạn thì đấy đã bị nhầm nhá, đã bị nợ khách hàng. Rồi tiếp theo là gì Tiếp theo các bạn biết là web chúng ta sẽ sử dụng đơn vị là pixel này à, Bài đăng facebook đúng không Chiều ngang là 900 Chiều dọc cũng là 900 Đó Hệ màu RGB đúng rồi Độ phân giải 72 đúng rồi Bấm create rồi Thế thì sau khi các bạn đã có được một cái file thiết kế mới rồi Thì các bạn nên làm một cái bước nữa là gì nhỉ là lưu lại file thiết kế gốc nha các bạn nhớ kiến thức bài trước lưu lại file thiết kế gốc bằng cách các bạn vào file các bạn chọn vào xếp các bạn chọn ra ngoài màn hình hoặc là vào trong ổ của các bạn sau đó các bạn gì đấy để mặc định các bạn bấm xếp và các bạn bấm ok cho mình rồi thế thì đây. nhưng mà kiến thức hôm nay các bạn sẽ học là kiến thức ở trong bài số 6 này là tìm hiểu về thanh công cụ có tên là tool 3 thì thanh công cụ nó chính là cái thanh ở bên tay trái này đó với cái thanh này thì các bạn sẽ có một số cái điểm các bạn cần phải lưu ý này đầu tiên nhá thì nó sẽ có hai kiểu sắp xếp mặc định thì nó làm cho các bạn theo hai hàng đây hai cột nhá đây là một cột này và đây là một cột nữa các bạn thấy nó có hai cột nếu các bạn ấn chuột trái vào cái mũi tên này này hai mũi tên chỉ lại này thì nó sẽ thu nhỏ lại cho các bạn thành một cột đó nhưng mà với ai thì các bạn nên để hai cột thì các bạn sẽ dễ nhìn và các bạn dễ làm việc hơn nhá cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là các bạn lỡ tay các bạn có kéo ra ngoài hoặc các bạn ít bỏ đi thì làm sao nhỉ? Thì các bạn sẽ có một cái cách khôi phục của nó ở trong bài trước các bạn học là gì? Là vào Windows này, các bạn chọn vào Workspace và các bạn chọn là Reset Essential đúng không? Là nó sẽ quay trở lại cho các bạn. Hoặc các bạn gì đây? Hoặc các bạn ít bỏ đi nhé thì các bạn sẽ có một cách khôi phục là gì? Là các bạn vào Windows này, các bạn chọn vào Tool Toolbar các bạn chọn vào ớt van thì nó cũng sẽ trở lại cho các bạn cái thanh này nhưng mà nhanh nhất là các bạn cứ vào Windows các bạn chọn Workspace các bạn chọn là gì đấy Reset SMTR nếu như các bạn lỡ tay các bạn lôi nó ra ngoài hoặc các bạn bỏ thì để khôi phục nó các bạn vào Windows nhé các bạn chọn Workspace và các bạn chọn là Reset SMTR Classic là nó sẽ khôi phục lại cho các bạn cái thanh công cụ này rồi cái tiếp theo là các bạn cần phải lưu ý là gì là nó sẽ phân biệt được là đâu là chỉ có một công cụ và đâu là một nhóm công cụ nhé thì các bạn để ý này có một số công cụ nó sẽ có một cái biểu tượng mũi tên ở góc bên tay phải này dưới tay phải này thì trong này nó sẽ báo hiệu cho các bạn là gì là trong này nó sẽ bao gồm có thêm các cái công cụ con nữa thì khi các bạn ấn chuột trái ấn và giữ chuột trái nhé thì đây đó như vậy các bạn thấy trong này là sẽ có hai công cụ này một là direct hai là group này tương tự với cái biểu tượng này các bạn thấy này nó sẽ có bốn công cụ một hai ba bốn đó tương tự ở đây này nó sẽ có thêm rất nhiều công cụ khác nhé vì vậy các bạn phải biết cách nhìn là khi các bạn nhìn một công cụ mà nó có biểu tượng mũi tên ở góc bên tay phải ở bên dưới góc dưới tay phải thì các bạn phải biết là ở trong cái công cụ này nó sẽ bao gồm rất nhiều các công cụ con khác có thể là hai hoặc nhiều hơn thì các bạn cần phải biết được kiến thức này nhé còn với trường hợp công cụ nào không có mũi tên ở góc thì nó chỉ có một công cụ thôi và khi các bạn ấn giữ chuột trái nó không lên cái gì cả còn bên này nhé ấn giữ chuột trái này thì nó lên cho các bạn được các công cụ khác để các bạn lựa chọn đây đây là một này đây là nhiều này đây là một này đây là là nhiều này đây cũng là nhiều này đây cũng là là nhiều nhé đó đây là kiến thức cực kỳ quan trọng nhé nhiều bạn nhìn như vậy các bạn tưởng của các bạn bị thiếu công cụ nhưng mà không phải là do các bạn chưa biết cách chọn các công cụ bên trong bằng cách các bạn ấn và giữ chuột trái nhé. Khi nào các bạn nhìn thấy công cụ này rồi thì các bạn có thể chọn tới một công cụ bất kỳ. Đó, thì đó là cách để các bạn phân biệt được đâu là một công cụ đơn và đâu là có nhiều công cụ nhỏ bên trong nhé. Bằng cách nhìn vào cái biểu tượng ở góc bên dưới tay phải của công cụ đó để các bạn biết được bên trong đó còn công cụ nào khác không. Tiếp theo là các bạn cần phải biết cách nhìn là khi các bạn nhìn vào thanh công cụ này thì các bạn biết là chúng ta đang chọn vào công cụ nào thì đơn giản lắm cái công cụ nào đang được chọn thì nó sẽ có màu đậm nhất đây các bạn thấy là chúng ta đang chọn vào công cụ cây bút bởi vì cây bút đang có màu đậm nhất tương tự các bạn chọn vào chữ T thì chữ T của nó sẽ có màu đậm nhất này các bạn chọn vào hình cái gì đấy hình cái bút lông thì cái bút lông nó sẽ có hình đậm nhất các bạn chọn vào hình cái gì đấy máy bay thì cái máy bay nó sẽ có hình đậm nhất nhá vì vậy khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn phải biết là chúng ta đang chọn ở cái công cụ nào tương tự bàn tay này chọn vào cái kính này chọn vào cái biểu tượng hình gì đấy hình cái bảng này đó thì các bạn phải biết nhá chúng ta đang chọn công cụ nào thì các bạn biết là nó sẽ có màu đậm tối hơn so với các cái công cụ khác đây chọn về lại máy bay này đó mặc định thì các bạn nên để ở cái công cụ máy bay nhé đây cũng sẽ là công cụ di chuyển mà các bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng khi chúng ta làm việc ở trên AI. Rồi một cái tiếp theo mà các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm là gì? Là phím tắt của công cụ. Thì khi các bạn di chuột vào công cụ này, thì nó sẽ có một cái gợi ý cho các bạn là gì đấy? Tên của công cụ là gì và phím tắt của nó là gì? Thì đây, khi các bạn di chuột trái vào đây này, thì nó sẽ có một cái bảng hiện lên. Selection tool như vậy tên của nó là gì đấy? Selection tool và phím tắt của nó là chữ V trên bàn phím tương tự với cái này đó direct session tool phím A nhé ví dụ bây giờ này các bạn đang ở công cụ này các bạn muốn chuyển sang công cụ này nhanh nhất thì các bạn chỉ cần bấm phím thôi phím A thôi đấy là thấy nó xảy ra này còn khi các bạn bấm V thì nó đã trở về công cụ này tương tự nhé với cái này thì tên của nó là gì là gradient tool là G khi các bạn đang ở đây các bạn muốn sử dụng công cụ G này thì các bạn chỉ cần bấm phím G thôi là tự động nó nhảy về cho các bạn gì đấy. Cái công cụ là gradient tool nhá. Đây, khi các bạn để chuột trái vào này thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là tên của công cụ mesh tool. Phím là phím phím U thì các bạn bây giờ các bạn bấm U này là nó nhảy cho các bạn sang công cụ gì đấy? Mesh tool nhá. Đó, thì đó sẽ là một số cái kiến thức cơ bản mà các bạn sẽ cần phải nắm được khi chúng ta làm việc với thanh công cụ. Quan trọng nhất là các bạn sẽ biết cách nhìn xem nó là công cụ đơn hay là một nhóm công cụ khi các bạn lỡ tay các bạn làm hỏng thì các bạn sẽ biết cách khôi phục bằng cách vào Windows các bạn chọn Workspace và các bạn chọn Reset Essential Classic còn phím tắt của công cụ thì sau này các bạn dùng nhiều các bạn sẽ quen nhé đây phím tắt thì các bạn chỉ cần đưa con chuột vào đây thôi là tự nó gợi ý cho các bạn tên của công cụ là gì cách dùng như thế nào và gì đấy phím tắt của nó là gì đó thì trong bài này các bạn sẽ cần phải nắm được giúp mình các cái kiến thức quan trọng này nhé Tiếp theo ở trong bài số 7 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cách vẽ hình chữ nhật ở trong phần mềm AI các bạn nhé. Và các bạn sẽ được làm quen với công cụ đầu tiên có tên là Rectangle Tool. Phím tắt của nó là phím M. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm AI lên này. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái file mới. Mình sẽ tạo ra một cái file làm web đi. Đặt tên này. Quảng cáo Facebook. Bây giờ thì các bạn đã quen với cái bước này rồi đúng không? Đơn vị của nó sẽ là pixel. Các bạn cũng điền vào đây cho mình là 900 nhân với 900. Làm web thì các bạn sẽ để cái hệ màu là RGB này, 72 bấm create. Rồi thì ngay sau khi tạo ra một file thiết kế mới thì các bạn cũng nên làm cái thao tác là lưu nhá vào file này các bạn chọn xếp chọn ra ngoài màn hình bấm xếp và bấm ok rồi Thế thì hiện tại chúng ta đã có được một cái file thiết kế màu trắng Hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ một cái hình thù nào Ở trên cái file thiết kế này cả Các bạn cứ hình dung đây là một tờ giấy trắng Và hiện tại chúng ta sẽ đi thiết kế các cái hình thù Ở trên cái tờ giấy này Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với công cụ vẽ hình chữ nhật nhá Công cụ vẽ hình chữ nhật Thì đây thanh này thì người ta gọi là thanh công cụ nhá Nếu như các bạn không có cái thanh này Thì các bạn vào Windows này Các bạn chọn Workspace và các bạn chọn giúp mình đã reset Essentia classic nhá thì nó sẽ trở lại cho các bạn cái thanh công cụ này thế thì uh, các bạn biết để các bạn có thể làm nhanh thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới các cái phím tắt vì vậy các bạn nhớ là khi các bạn sử dụng tới các công cụ vẽ hình cụ thể là hình chữ nhật thì các bạn sẽ sử dụng tới gì đấy công cụ có tên là rectangle tool phím tắt của nó là phím m thì đây đây sẽ là công cụ này tên là rectangle tool phím tắt của nó là phím M các bạn lưu ý nhé có thể của các bạn nó sẽ hiển thị cho các bạn hình chữ nhật của mình nhưng mà cũng có thể nó sẽ hiển thị hình ellipse này đấy nó sẽ có 6 cách hiển thị thì tùy thuộc vào các bạn đang làm gì đấy đang sử dụng công cụ nào thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái hình thù đó nhé nếu như các bạn không thấy hình chữ nhật thì các bạn sẽ đưa chuột trái vào đây đưa và giữ chuột trái nhá các bạn đưa và giữ chuột trái để hiển thị được toàn bộ các công cụ bên trong sau đó các bạn chọn là cái đầu tiên này rectangle tool hoặc các bạn đang ở một công cụ bất kỳ nào đó nhé bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào phím m trên bàn phím là lập tức tự nhiên nó sẽ nhảy về công cụ gì đấy nhảy về công cụ rectangle tool cho các bạn nhé các bạn nhớ ở đây các bạn sẽ cần phải có hai lưu ý này nếu như các bạn không nhìn thấy được cái công cụ rectangle tool cái biểu tượng của nó hình chữ nhật đấy là do các bạn đang chọn tới các cái công cụ khác bên trong nó nhá thì nó sẽ hiển thị cho các bạn các cái hình dạng khác để hiển thị trở lại hình chữ nhật thì các bạn sẽ đưa chuột trái vào đây sau đó các bạn chọn là rectangle tool và cái thứ hai các bạn cần phải lưu ý là gì là đang ở một công cụ bất kỳ để các bạn có thể vào nhanh được công cụ rectangle tool thì các bạn sẽ sử dụng tới một phím tắt có tên là gì đây phím m đây phím m mình bấm m một cái này đó, nó sẽ trở về cho các bạn cái công cụ là vẽ hình chữ nhật nhá. Thì sau khi các bạn chọn công cụ vẽ hình chữ nhật ấy, thì lập tức cái con trỏ chuột của các bạn nó sẽ trở thành hình dấu cộng như vậy. Các bạn đưa sang cái tờ giấy trắng của các bạn này, đưa sang cái phát thiết kế của các bạn. Thì các bạn chỉ cần giữ chuột trái và các bạn kéo hình chữ nhật. Đây, các bạn có thể chọn to nhỏ kích thước thoải mái. Thì trong bài này các bạn sẽ học cách vẽ hình chữ nhật nhá. Đây các bạn kéo cho mình một cái hình chữ nhật. Sau khi ưng ý rồi thì các bạn sẽ nhả tay ra. Thì lập tức các bạn thấy là chúng ta cũng sẽ chưa thấy có bất kỳ một cái sự thay đổi gì nhiều cả mà các bạn thấy chúng ta sẽ có được một cái gì đây? Một cái ô chữ nhật hình gì đây? Màu xanh. Đây nó chỉ có bốn cái viền xanh xung quanh hình chữ nhật thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ trở lại công cụ đầu tiên bằng cách các bạn ấn chuột trái vào đây. Sau đó các bạn ấn chuột trái ra ngoài vùng xám xám này này. Thì lúc này các bạn thấy gì? Lúc này các bạn thấy chúng ta sẽ có được một hình chữ nhật nhưng mà nó đang có các cái viền đen đúng không? thì uh, bản chất của cái hình này là gì bản chất của một cái hình thì các bạn biết nhé một cái hình thì sẽ bao gồm có hai cái thành phần một hình bao gồm có hai cái thành phần ở trong ai ấy trong ai nhá, đầu tiên là màu nền và cái thứ hai là là màu viền thì nhìn vào đây các bạn biết là gì nhìn vào đây các bạn biết là nó đang có cái màu viền là màu đen và màu nền là màu trắng bởi vì sao bởi vì các bạn không nhìn rõ màu trắng Cho nên là màu trắng hiện tại đang trùng với màu nền nhá Cho nên các bạn sẽ thấy là gì đấy Không nhìn thấy được cái màu chính xác của hình chữ nhật là cái gì Mà các bạn chỉ có thể nhìn thấy được màu viền của nó sẽ là gì đấy Sẽ là màu màu đen thôi Tiếp theo các bạn sẽ học cái thao tác là thao tác đổi màu nhá Đổi màu Thao tác đổ màu Hay là đổi màu đều như vậy cả nhá Đổ màu hoặc đổi màu trong AI thì các bạn nhớ chúng ta sẽ có hai màu là màu màu nền và và màu viền thì đây quay trở lại thay công cụ này thì các bạn thấy ở bên dưới này nó sẽ có hai cái màu cho các bạn một cái màu trắng thể hiện cho màu màu nền và một cái đang có màu đen này thể hiện cho cho màu viền thế thì các bạn phải nhìn vào đây nhá các bạn phải biết là màu nào đang ở trên màu nào thì các bạn thấy ở đây là gì đây màu viền đang ở bên trên màu nền đúng không màu viền đang ở trên màu nền thế thì các bạn có thể hoán đổi được cái vị trí này bằng cách các bạn sẽ bấm vào dấu X trên bàn phím đây chữ X này này, này. Ờ, hoán đổi nhá hoán đổi màu viền và màu nền thì chúng ta sử dụng phím X đây bây giờ mình bấm X này mình bấm X nhá X đó thì màu trắng sẽ lên trên màu viền ở đen sẽ xuống dưới bấm X thì màu viền đen sẽ lên trên màu trắng xuống dưới bấm X màu gì đây màu nền trắng ở bên trên màu viền đen ở bên dưới vì vậy bây giờ đầu tiên nhá để các bạn có thể đổi được cái màu màu nền thì các bạn phải bấm x cho cái màu trắng này nó nhảy lên trên sau đó các bạn sẽ ấn chuột trái hai lần vào màu trắng thì lập tức nó lên cho các bạn được một cái bảng color để các bạn chọn màu thì bây giờ các bạn có thể chuyển sang màu đỏ bấm ok thế thì mặc dù các bạn đã thấy cái màu nền là màu trắng của chúng ta đã bị đổi sang màu đỏ rồi Tuy nhiên là hiện tại hình chữ nhật của chúng ta vẫn chưa đổi sang màu đỏ mà nó đang hiển thị màu trắng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa chọn vào hình chữ nhật trước khi đổi màu nhé. Vì vậy bây giờ cách làm chuẩn của nó là gì? Cách làm chuẩn của nó là các bạn phải chọn vào hình chữ nhật trước. Sau đó các bạn mới đi tiến hành đổi màu thì cái màu của các bạn mới bị thay đổi nhé. Thế thì làm sao để các bạn chọn được vào hình chữ nhật? Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái công cụ đầu tiên là công cụ gì đây? Selection Tool. Đây, nó chính là công cụ này này tên của nó sẽ là selection tool phím tắt của nó là phím phím v và tác dụng của công cụ này là để chọn vào một cái hình ở trên thiết kế nhá đây các bạn sẽ học thêm vào công cụ này nữa selection tool phím tắt của nó sẽ là phím gì đây phím v và tác dụng của nó sẽ là chọn vào các đối tượng hay là các hình trên file thiết kế đây file thiết kế của chúng ta là một pha thiết kế màu trắng và hiện tại nó có một đối tượng là đối tượng hình chữ nhật vì vậy bây giờ các bạn muốn chọn vào hình nhật thì các bạn phải trở về công cụ gì đấy selection tool sau đó các bạn ấn chuột trái một lần vào cái hình chữ nhật này thì lập tức cái hình chữ nhật của các bạn nó sẽ có được bốn cái viền màu xanh bao xung quanh để báo hiệu cho các bạn biết là hình chữ nhật đang được chọn nhé ngay sau khi các bạn chọn vào hình nhật thì lập tức các bạn thấy màu đỏ của các bạn nó lại trở về màu trắng để làm gì? để báo cho các bạn biết là hình chữ nhật này đang có màu trắng nhé. thì bây giờ nhé, các bạn đổi màu này, thì các bạn sẽ ấn hai lần chuột trái vào đây, vào cái màu trắng này này. nhớ là phải cho màu trắng lên trên nhé. thì các bạn đổi màu thì lập tức cái hình của các bạn nó sẽ bị đổi, đổi sang màu đỏ. thì hiện tại nhé, nó vẫn đang có màu xanh xung quanh này. cho nên là cái hình này của các bạn vẫn đang được chọn nhé. để bỏ chọn thì các bạn sẽ ấn chuột trái ra bên ngoài thì lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có được một cái hình chữ nhật màu đỏ và viền của nó là viền viền đen thế thì bây giờ các bạn có thể đổi màu viền bằng cách thế nào nhỉ bằng cách các bạn cũng sẽ phải đưa màu viền lên trên đầu tiên nhé các bạn phải chọn vào hình nhật đã đây muốn đổi màu của hình nào thì các bạn sẽ phải sử dụng công cụ selection các bạn chọn vào hình đó để cho nó lên được các cái đường màu xanh xung quanh sau đó các bạn sẽ đưa màu màu viền lên trên Nhìn vào đây các bạn biết là đang màu nền đằng trên này, màu đỏ đang ở trên màu đen đúng không? Các bạn sẽ đưa màu viền lên trên bằng cách các bạn bấm vào phím X. Đó, thì qua các bạn thấy về lên trên chưa? Sau đó các bạn cũng ấn chuột trái hai lần vào cái màu viền này và các bạn chọn đây. Cho nó một màu vàng nhá. Ở đây thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào gam màu trước bằng cách các bạn chọn ở cái thanh này này, thanh dọc này này. Là thanh gam màu các bạn thấy màu đỏ này, màu hồng, màu xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây vân vân các bạn lôi xuống khu vực màu vàng sau đó bên này nó sẽ có chấm tròn này để các bạn chọn được cái sắc độ vàng khác nhau thì các bạn đưa vào góc tay phải thì nó sẽ là màu màu vàng nhất sau đó các bạn chọn thêm vàng đã bấm ok thì bây giờ các bạn thấy nhá ấn chuột trái ra ngoài để bỏ chọn thì các bạn thấy chúng ta sẽ có được một cái hình gì đấy hình chữ nhật viền vàng tuy nhiên là cái viền vàng này nó hơi nhỏ các bạn nhìn hơi khó thì để mình chỉnh cái viền vàng này to hơn một chút nhá cho các bạn dễ nhìn chỉnh thì chỉnh ở đâu thì các bạn nhìn lên trên này này đây lên trên này nó sẽ có một cái thông số cho các bạn biết là gì cái hình này của các bạn đang có nền là màu màu đỏ đang có viền là viền màu vàng và phần chốc này nó chính là độ lớn của viền độ lớn của viền thì hiện tại nó đang để cho các bạn là một pt cho nên rất là bé nhá các bạn sẽ tăng cái thông số viền này lên bằng cách các bạn bấm chuột trái vào đây thì các bạn thấy này nó sẽ có các cái thông số khác ví dụ các bạn chọn vào đây là 10 bt thì hiện tại nhá các bạn thấy nó sẽ không có sự thay đổi nào gì đâu bởi vì sao nhỉ bởi vì các bạn vẫn chưa chọn vào hồi chữ nhật trước khi thay đổi các bạn lưu ý nhé để thay đổi được cái gì đây kiến thức quan trọng này để thay đổi gì thì đầu tiên các bạn sẽ phải dùng công cụ selection phím v đấy các bạn chọn vào đối tượng đã Thì sau thay đổi Mới có tác tác dụng nhé Có hiệu lực Đó Thì hiện tại nhé Mình chưa chọn vào hình chữ nhật Bởi vì sao Bởi vì hình chữ nhật Chưa có các biểu tượng xanh xung quanh Thì mình có thay đổi cái gì Thì nó cũng sẽ không có tác dụng này Đấy các bạn tăng lên 100 PT Thì các bạn có thấy không có gì nhá Bây giờ mình phải trở lại cái công cụ session tool này Mình ấn vào hình chữ nhật một cái đã để nó lên cho các bạn được các cái viền xanh xung quanh thì bây giờ các bạn thấy nó lại về mặc định là một bt thì bây giờ các bạn thay đổi này nó mới có tác dụng cho các bạn nhé mình chọn là 20 bt đó thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy rõ là chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật và sẽ có một cái viền vàng bao xung quanh các bạn cho nhỏ lại này thành 10 bt thì nó lại nhỏ lại đó và các bạn biết là nhìn như thế này thì các bạn biết chúng ta đang chọn vào hình chữ nhật nhá rồi các bạn ấn chuột trái ra bên ngoài để bỏ chọn, ấn chuột trái vào đúng hình chữ nhật để chọn, ấn ra ngoài để bỏ chọn nhé, ấn vào để chọn này và ấn ra ngoài để bỏ chọn. Rồi, thế thì uh, bây giờ các bạn đã đổ được cái màu đỏ cho nền và màu viền là màu vàng. thì bây giờ các bạn muốn thay đổi màu có được không? thì câu trả lời là có nhé. ví dụ bây giờ các bạn muốn đổi sang cái nền màu xanh, nền màu xanh thì các bạn làm như thế nào? đầu tiên các bạn cũng sẽ phải trở lại công cụ selection các bạn chọn vào hình nhật đã sau đó các bạn phải đưa màu nền lên trên bằng cách các bạn bấm vào phím x đó sau đó các bạn ấn chuột trái hai lần vào màu nền và bây giờ các bạn sẽ đổi sang màu xanh bấm ok thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái hình chữ nhật có nền màu xanh ấn ra ngoài để bỏ chọn rồi thế bây giờ các bạn muốn đổi cái viền màu vàng sang màu khác thì các bạn sẽ làm như thế nào thì đầu tiên các bạn cũng phải chọn vào hình nhật để nó lên được các cái vạch xanh được chưa sau đó các bạn sẽ đưa màu viền lên trên bằng phím x ấn chuột trái hai lần vào màu viền và bây giờ các bạn đổi cái màu viền sang màu màu hồng bấm ok thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái hình chữ nhật có nền là màu gì đây màu xanh và viền là màu màu hồng các bạn có thể giảm được cái độ lớn của viền ở đây đó tăng giảm độ lớn của viền nhá hoặc các bạn có thể nhập trực tiếp vào đây này với cái thông số này thì nó sẽ có hai cách cho các bạn chỉnh nhá một là các bạn chỉnh theo cái gợi ý của nó bằng cách các bạn bấm chuột trái vào biểu tượng mũi tên chỉ xuống thì đây là cách chỉnh theo gợi ý hoặc không thì các bạn sẽ nhập trực tiếp cái số đo cái đơn vị mà các bạn muốn vào đây ví dụ mình nhập vào đây là 13 mình nhấn enter thì lúc này cái viền của các bạn nó sẽ có độ dày là 13 bt nhá đó, như vậy bài này các bạn sẽ cần phải nắm một số kiến thức sau này. Đầu tiên là cái kiến thức về công cụ vẽ hình chữ nhật có tên là Rectangle Tool. Sau đó các bạn biết là cái cấu tạo của một hình thì nó sẽ có bao gồm là gì? Bao gồm có màu màu nền và và màu viền. Nhìn sát thanh công cụ các bạn biết được đâu là màu đang ở trên. Ví dụ như thế này thì các bạn biết là màu màu viền đang ở trên này. Bấm X thì màu nền này, này đã ở trên bấm X màu viền ở trên, bấm X X là phím để hoán đổi trên dưới giữa màu màu nền và màu viền để thay đổi cái đối tượng nào thì các bạn phải sử dụng công cụ selection các bạn chọn vào cái đối tượng đó nhìn vào đâu để biết là chọn nhìn vào các cái vạch xanh xung quanh hay người ta gọi là các cái đường path ấy. đây các bạn thấy chữ PATH chưa nhìn vào các các cái đường path này để các bạn biết là chúng ta đang chọn vào đây để đổi màu nền các bạn đưa màu nền lên trên ấn chuột trái hai lần màu nền chọn sang một màu khác bấm ok để đổi màu viền các bạn đưa màu viền lên trên bằng phím x ấn hai lần màu viền các bạn chọn sang một cái viền màu màu cam bấm ok để thay đổi độ lớn của của viền chọn ở trên này hoặc nhập trực tiếp vào đây để bỏ chọn bấm chuột trái ra ngoài đó thì đó là các kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong trong bài học vẽ hình chữ nhật nhé đó thì trong trường hợp các bạn sẽ có một cách để các bạn muốn bỏ viền thì cái này chúng ta sẽ học sau bài này các bạn sẽ tập làm quen với các công cụ đã khi nào các bạn gì đấy khi nào các bạn thành thạo các công cụ rồi chúng ta sẽ học cách tùy chỉnh chuyên sâu hơn với cái hình này còn hiện tại các bạn cứ vẽ cho mình được một cái hình bao gồm có cả cả nền cả viền để chúng ta tập làm quen với công cụ có tên là gì đây bài này các bạn sẽ học tức, hai công cụ nhé bài này các bạn sẽ cần phải nắm hai công cụ một là công cụ vẽ hình chữ nhật tên là gì đấy rectangle tool và phím tắt là phím m và cái thứ hai là công cụ cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ phải dùng liên tục đó là công cụ selection tool phím tắt của nó là phím phím v nhá đây chính là cái này này cái này là cái mà các bạn sẽ phải dùng rất là nhiều bởi vì các bạn liên tục phải chọn vào một đối tượng thì các bạn mới có thể làm sao mới có thể thay đổi được các cái thông số của nó nhá đó bây giờ các bạn sẽ thực hành giúp mình vẽ một hình chữ nhật và các bạn sẽ tiến hành đổi màu nền, đổi màu viền và chỉnh độ lớn của viền để cho các bạn thạo nhé, thạo về cách nhìn và cũng thạo luôn về thao tác giúp mình nhé. Ở trong bài số 7 ngày hôm trước thì các bạn đã được học cách vẽ hình chữ nhật. Tiếp theo trong bài số 8 này, chúng ta sẽ tiếp tục đi học cách vẽ hình vuông ở trong phần mềm AI. Thì công cụ sử dụng chúng ta vẫn sẽ sử dụng công cụ Rectangle Tool phím tắt của nó là phím M Bây giờ các bạn sẽ mở AI lên Các bạn cũng sẽ tạo ra một file mới để chúng ta thực hành nhé Các bạn chọn vào web đi Rồi ở đây các bạn để là 900 900 Cái này bây giờ các bạn đã quen thuộc rồi Cho nên mình sẽ không nói nhiều nữa Nhớ đặt tên thế này nhé Cho các bạn dễ tìm Bấm Create này À, buổi trước các bạn sẽ bấm phím M để trở về công cụ gì đây Rectangle Tool Đây M nhé Cứ bấm M một cái là nó trở về cho các bạn được đúng công cụ là Rectangle Tool. Công cụ này nó sẽ có hai tính năng. Một là giúp cho các bạn có thể vẽ được hình chữ nhật giống bài ngày hôm trước và hai là nó cũng giúp cho các bạn vẽ được hình hình vuông. Rồi, thế thì uh, vẽ hình vuông thì nó sẽ có một số cái cách vẽ sau này. Thông thường mình thấy các bạn mới học thì các bạn cũng vẽ giống như vẽ hình chữ nhật nhưng mà các bạn cố gắng làm sao các bạn căn chỉnh để cho nó vuông đúng không? Đây. Bình thường các bạn vẽ thế này đúng không? Là ra hình chữ nhật. Thì bây giờ muốn vẽ hình vuông thì các bạn cứ phải lựa 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 các bạn căn chỉnh đó. Khi nào nó lên được cái đường chéo màu hồng thì các bạn biết đấy là hình vuông đúng không? Tuy nhiên cách này thì các bạn làm cũng được nhưng mà nó sẽ tương đối là vất vả và nhiều khi nó không chuẩn lắm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách khác để các bạn vẽ hình vuông chuẩn nhá. Thì đây, sau khi các bạn vẽ được một hình này thì các bạn thấy đây là chúng ta đang có một hình gì nhỉ? nhìn vào đây và dựa vào kiến thức các bạn đã học bài trước thì các bạn biết chúng ta đang có một hình vuông, hình vuông nền nền trắng và viền đen nhá. để chứng minh thì các bạn chỉ cần bỏ chọn thôi. đây là đang chọn vào hình vuông này. bởi vì sao? bởi vì nó đang có các cái đường path đây. các bạn nhìn thấy chữ path chưa? p a t h này màu xanh xung quanh hình vuông thì các bạn biết là chúng ta đang chọn vào hình vuông này nhá. bây giờ để nhìn rõ thì các bạn chỉ cần ấn chuột ra ngoài đây ấn chuột ra ngoài trở về công cụ nhé nhớ là phải trở về công cụ gì đấy selection tool thì sau đó các bạn ấn chuột ra ngoài thì nó mới là tính năng bỏ chọn nhá thì các bạn thấy chúng ta đang có một hình vuông viền đen nền trắng để đổi được gì nhỉ để đổi được cái màu nền cho hình vuông này thì các bạn cũng áp dụng kiến thức của bài trước là các bạn cũng chọn vào công cụ selection chọn vào hình vuông đưa cái màu trắng lên trên bằng phím gì nhỉ phím x ấn hai lần chuột trái vào màu trắng và đổi sang màu màu đỏ. OK, chọn ra ngoài để bỏ chọn. Thì đây là một hình vuông này. Thì sau khi các bạn vẽ xong hình vuông thì các bạn có thể xóa đi để các bạn vẽ lại bằng cách các bạn cũng dùng công cụ selection nhé. Các bạn nhớ nhá, công cụ cực kỳ quan trọng. Muốn làm gì với một đối tượng hay muốn vật thể thì đầu tiên chúng ta phải chọn được vào cái đối tượng đó. Sau đó các bạn bấm phím xóa trên bàn phím nhé. Phím xóa là cái phím delete đấy. trên bàn phím ấy, là xóa này. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở lại công cụ M Để chúng ta sẽ vẽ ra được một cái hình vuông gì đấy Hình vuông chuẩn nhá Thì bình thường này khi các bạn ấn và các bạn giữ chuột trái đúng không Thì nó không bao giờ nó ra cho các bạn được cái hình vuông chuẩn Mà để ra được một cái hình vuông chuẩn Thì bây giờ các bạn phải đè thêm cho mình phím ship nữa Các bạn ấn phím ship xuống nhá Và không nhả ra nhá Thì đây lúc này các bạn thấy này chúng ta chỉ có thể vẽ ra hình vuông thôi đây mình đang giữ ship này và mình đang kéo chuột trái này thì lúc nào nó cũng sẽ là hình vuông Các bạn sẽ không cần phải quan tâm là nó chuẩn hay chưa Mà các bạn chỉ cần quan tâm tới cái độ to nhỏ của nó thôi Đấy, như mình đang làm này là mình đang giữ phím ship này Và giữ cả chuột chuột trái này Thì khi nào các bạn được một cái độ lớn ưng ý rồi Thì các bạn nhả phím gì đấy Nhả chuột trái và nhả phím ship ra là được Thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái hình vuông chuẩn nhé Mà các bạn sẽ không cần phải lăn tăn Xem cái hình mà chúng ta vừa vẽ được Nó đã là vuông hay chưa mình làm lại này, bây giờ mình xóa đi này, bấm phím delete để xóa này. Bởi vì sao? Bởi vì hình vuông này đang được chọn rồi thì chúng ta sẽ bấm phím delete để chúng ta chúng ta xóa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ lại này. Bình thường nhá, không giữ ship thì các bạn sẽ vẽ được một hình chữ nhật. Còn khi các bạn đè phím ship xuống thì chúng ta sẽ có được một hình vuông. Đó, mẹo của chúng ta là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm phím ship nhá, thay vì các bạn phải ngồi các bạn căn căn kiểu này thì nó rất mất thời gian và nó gì đấy, không chính xác bằng việc các bạn cứ ấn giúp mình phím ship xuống thì chúng ta chỉ có thể vẽ được hình vuông thôi còn bỏ ship ra thì các bạn sẽ vẽ được hình chữ nhật đây ship đây đó như vậy các bạn biết là công cụ gì đấy rectangle tool nó sẽ có hai tính năng một là các bạn vẽ được hình chữ nhật và hai là giúp các bạn có thể vẽ được hình vuông bằng cách là đè thêm vào cái phím phím ship thế thì khi các bạn đã có được một hình như vậy rồi thì bây giờ với hình này các bạn cũng sẽ áp dụng được toàn bộ các kiến thức của bài trước ví dụ như đổi màu thì các bạn chọn vào nó này đưa màu này lên trên chọn sang một cái màu nền khác đó và đổi được màu viền thì các bạn cũng chọn vào nó này sau đó các bạn làm sao đưa màu màu viền lên trên này bấm hai lần chuột trái vào màu viền này và các bạn cho nó một cái viền màu màu khác nhé đây và độ lớn của viền thì các bạn sẽ chọn ở trên phần stroke này 18 đó thì các bạn thấy chúng ta sẽ có được một bỏ chọn thì ra ngoài chọn lại thì các bạn di vào đây đó với công cụ tool này thì nó sẽ giúp các bạn một là chọn này thứ hai là các bạn có thể di chuyển nó nhé đây các bạn chọn vào công cụ selection này nó sẽ có hai tên công cụ chọn mà selection cũng được hoặc bên photoshop bạn nào học photoshop của mình rồi thì nó sẽ biết được công cụ có tên là di chuyển đúng không thì đó nó sẽ có hai tính năng một là giúp các bạn chọn vào một cái đối tượng đó và sau khi chọn rồi thì các bạn có thể di chuyển cái đối tượng đó đến bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái hoa thiết kế của các bạn nhé vì vậy đây chính là công cụ mà các bạn sẽ phải sử dụng nhiều nhất này và các bạn nhớ nhé phím tắt của nó là phím V cho nó nhanh thay vì các bạn cứ phải ấn chuột trái vào đây các bạn chọn thì các bạn chỉ cần gì đây các bạn chỉ cần bấm V cho bàn phím là lập tức nó sẽ trở về cho các bạn công cụ selection đó, vì vậy bài này các bạn sẽ cần phải nắm giúp mình được một cái kiến thức là gì Để vẽ hình vuông chính xác Thì các bạn sẽ phải làm sao nhỉ Các bạn sẽ phải đè thêm phím, phím ship nhé đó, để xóa đối tượng thì các bạn chọn vào đối tượng đó Rồi các bạn bấm phím Xóa trên bàn phím Còn vẽ hình vuông Đầu tiên các bạn chọn vào công cụ Red, đang Tool, phím M Sau đó các bạn làm sao Các bạn giữ phím Shift và các bạn kéo Thì các bạn sẽ có được một cái hình vuông nó hoàn toàn chính xác nhé thế thì ở đây mình cũng sẽ muốn chia sẻ thêm với các bạn một kiến thức nữa này là trong quá trình vẽ nhá thì các bạn có thể đè thêm phím cách và các bạn di chuyển chuột trái di chuyển chuột ấy để các bạn có thể đưa cái hình này đến bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn mong muốn nhá còn khi các bạn không đè cách này thì các bạn chỉ quyết định được cái độ lớn của hình vuông thôi còn bây giờ các bạn muốn di chuyển được vị trí của hình vuông trong khi vẽ thì các bạn sẽ đè thêm phím dấu cách nữa rồi các bạn dùng chuột các bạn di chuyển vào đây đó đây là vừa vẽ vừa di chuyển này còn đây chỉ là vẽ không thôi nhá. Nếu bỏ cách ra, bỏ dấu cách ra ấy, thì chỉ là vẽ thôi. Còn các bạn đè dấu cách xuống rồi các bạn di chuyển chuột thì nó sẽ là gì đấy Là thao tác vừa vẽ vừa di chuyển. Còn không thì các bạn cứ vẽ trước, sau đó các bạn muốn di chuyển thì các bạn lại trở về công cụ phím V rồi các bạn di chuyển nhá. Đó, như vậy trong quá trình vẽ một hình thì các bạn sẽ gì đây? Sẽ có hai cái thao tác nhé. Trong quá trình vẽ này, một là các bạn sẽ đè phím Shift để các bạn vẽ hình vuông. Và nếu như các bạn muốn di chuyển hình này thì các bạn có thể đè thêm cả dấu cách để các bạn có thể di chuyển cái hình này đến cái vị trí gì đấy bất kỳ mà các bạn mong muốn nhá. Xong rồi thì các bạn nhả cả tất cả ra thì các bạn sẽ có được một cái hình mà các bạn mong muốn. Đó, đó cũng sẽ là một cái kiến thức nhỏ nó sẽ giúp các bạn thao tác dễ hơn khi các bạn vẽ hình ở trên phần mềm AI nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hành vẽ giúp mình một hình vuông. Sau đó các bạn sẽ tiến hành đổi màu nền, đổi màu màu viền và thay đổi độ lớn của viền cũng như là các bạn sẽ học thêm dung bình cái thao tác là vừa vẽ và vừa di chuyển nhé bằng cách các bạn đè thêm phím thêm cách nữa để di chuyển này còn đè mỗi ship không thì là để gì đấy để thay đổi độ lớn của hình vuông còn đè thêm dấu cách thì các bạn có thể di chuyển nhé thế thì khi các bạn vẽ hình chữ nhật nhé các bạn không gì đấy không đè phím ship đúng không để vẽ hình chữ nhật nhưng mà các bạn cũng có thể đè dấu cách để các bạn di chuyển hình chữ nhật này đến gì đấy đến một vị trí nào đó nhá đó, đây là mình đang chỉ gì đây? Chỉ đè phím cách này và dùng con chuột để mình di chuyển được cái hình chữ nhật này đến bất kỳ một chỗ nào ở trên file thiết kế hoặc không thì sau khi vẽ xong các bạn sẽ trở lại công cụ gì đây? Selection tool bằng phím V rồi các bạn di chuyển cái này sau nhé. Đó có hai cách để các bạn di chuyển, một là các bạn vừa vẽ vừa di chuyển, hai là vẽ xong các bạn sẽ quay trở lại công cụ selection và các bạn di chuyển nó tới bất kỳ một cái vị trí nào nhé. Thế thì để xóa bất kỳ hình nào Thế như ở đây này, các bạn thấy chúng ta đang có ba hình đúng không? Ba hình, hình 1 này, hình 2, hình 3. Để chọn vào hình nào thì các bạn sẽ trở về công cụ selection, các bạn ấn chuột trái để chọn vào hình đó. Khi nào nó có các cái điểm nút và có đường path này này thì biết là đang chọn và để xóa thì các bạn chọn tới hình muốn xóa, bấm phím delete này, chọn tới hình muốn xóa này, bấm phím delete này, chọn tới hình muốn xóa và bấm phím gì đây, delete này. Thì nó là thao tác để các bạn có thể xóa một hình nhá. Đó, các bạn cứ làm dần dần là sau đó các bạn sẽ quen với các thao tác và các bạn sẽ sử dụng nó một cách bình thường nhé. Tiếp theo ở trong bài số 9 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cách vẽ hình chữ nhật bo góc và hình vuông bo góc. Thế thì các bạn đã biết cách vẽ hình chữ nhật và hình vuông ở trong các bài trước rồi thì bài này các bạn làm cũng sẽ tương đối đơn giản nhá. Rồi, bây giờ các bạn cũng sẽ mở AI lên này, các bạn tạo ra một file mới đi. Web 900 900 đúng không? Trong các buổi trước thì các bạn đã được học công cụ đầu tiên có tên là gì đây? Rectangle Tool rồi Thì trong bài này các bạn sẽ học tiếp một công cụ ngay bên dưới nữa Nó cũng là gì đây? Rectangle Tool Nhưng mà nó sẽ là công cụ giúp các bạn có thể vẽ ra được hình chữ nhật và hình vuông Mà các góc của nó sẽ bo tròn lại nhé Thì đây, đây là một cái hình chữ nhật bình thường này à, Mình sẽ bấm dấu X để đưa màu nền lên trên và đổi màu cho nó Chọn ra ngoài vẽ tiếp một hình chữ nhật bo góc thì nó sẽ là hình này các bạn nhé mình sẽ minh họa cho các bạn sự khác nhau của hai cái hình này đây đó thì đây là hình chữ nhật thường còn đây là hình chữ nhật bo góc nhé thế thì cách vẽ của nó cũng đơn giản thôi các bạn chỉ cần chọn đúng công cụ thứ hai này là công cụ bo góc sau đó các bạn cũng vẽ một hình chữ nhật như bình thường với hình này thì các bạn cũng gì đây áp dụng tất cả các kiến thức đã học như là gì đây như là chọn vào nó này như là đổi màu đổi màu màu nền đúng không màu trên thì gọi là màu nền viền đổi màu viền thì các bạn bấm x rồi đây chọn cho là một cái màu viền khác và các bạn cũng sẽ áp dụng luôn được cả cái kiến thức gì nhỉ kiến thức về chốc có nghĩa là độ lớn của viền nhá đó toàn bộ kiến thức của phần trước các bạn đều áp dụng được vào trong cái hình này và cách vẽ của nó thì cũng tương tự nhá còn với hình vuông bo góc thì các bạn cũng chỉ việc gì đây các bạn cũng chỉ việc chọn đúng công cụ là Round Rectangle Tool Sau đó các bạn cũng giữ, giữ phím ship nhá Giữ phím ship Và kéo thì nó sẽ cho các bạn một cái hình Hình vuông qua góc Còn các bạn vừa giữ phím ship Mà vừa nhấn dấu cách Thì chúng ta vừa vẽ hình vuông và có thể gì đây Di chuyển tới các cái vị trí Đó các bạn làm đi làm lại các cái thao tác này nhá Để cho nó nó quen Đó thì bài này các bạn gì đây Chỉ cần biết là công cụ ở ngay bên dưới này Ngay bên dưới Rectangle Tool nó sẽ có một cái là round rectangle tool thì nó giúp cho các bạn vẽ ra được hình chữ nhật bo góc và và hình vuông bo góc nhá. Đó, cách làm của bài này các bạn sẽ làm như vậy. Bài số 9 các bạn sẽ sử dụng tới công cụ thứ hai ở trong bộ công cụ này để chúng ta vẽ ra được các cái hình mà nó bo bốn góc xung quanh. Tiếp theo ở trong bài số 10 này thì các bạn sẽ đi học cách vẽ hình ellipse và hình tròn. Và các bạn sẽ biết thêm một công cụ mới có tên là Ellipse Tool Phím tắt của nó là chữ L các bạn nhé Thì đây ở Ngay bên dưới công cụ gì nhỉ? Ngay bên dưới công cụ vẽ hình chữ nhật và hình vuông bo góc Thì các bạn sẽ có một công cụ là Ellipse Tool Thế thì uh, dù các bạn đang ở bất kỳ cái công cụ nào Các bạn chỉ cần bấm phím L trên bàn phím Lập tức nó sẽ trở về cho bạn đúng cái công cụ có tên là Ellipse Tool nhé Thế thì uh, Công cụ này cách sử dụng của nó cũng tương tự như các công cụ khác thôi. Các bạn cũng sẽ gì đây? Giữ chuột trái và kéo để các bạn có thể vẽ ra một hình elip. Hình này thì người ta gọi là hình hình elip nhá. Sau khi vẽ xong thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi màu cho nó bằng cách bấm dấu X để đưa màu nền lên trên này. Các bạn chọn tới một cái màu cam. Màu cam. Và các bạn có thể chọn màu viền bằng cách bấm phím X để đưa màu viền lên trên. Chọn cho nó một cái viền màu màu xanh. Và tăng độ, độ lớn của viền lên Đó Thì đây là công cụ để các bạn vẽ được hình elip này Thế nhưng mà hình này Thì chúng ta sẽ ít sử dụng hơn So với công cụ vẽ hình tròn nhá. Để vẽ được hình tròn thì các bạn cũng sẽ sử dụng Luôn cái công cụ là ellipse tool Nhưng mà chúng ta sẽ Kết hợp thêm thím gì nhỉ Thím ship đúng rồi Các bạn sẽ kết hợp thêm thím ship Thì chúng ta sẽ vẽ được một cái hình là hình tròn Và các bạn có thể đè dấu cách để di chuyển Hình tròn này đến một vị trí nào đó trên file thiết kế nhé đó chúng ta sẽ thường xuyên phải vẽ hình tròn vì vậy các bạn nhớ chúng ta sẽ sử dụng công cụ ellipse tool kết hợp với phím shift để có thể vẽ ra được một cái hình tròn nhá thay vì các bạn phải ngồi các bạn căn chỉnh sao cho nó tròn thì các bạn phải giữ phím shift nó mới chính xác được đó và khi các bạn vẽ xong thì các bạn cũng toàn quyền nhá toàn quyền đối với hình này ví dụ như thay đổi màu sắc di chuyển vị trí thì các bạn nhớ là sử dụng công cụ gì đây selection các bạn có thể di chuyển nó tới bất kỳ một vị trí nào để xóa một cái đối tượng trên máy thiết kế các bạn cũng sử dụng công cụ selection các bạn chọn vào đối tượng đó sau đó các bạn bấm phím delete hay là phím xóa cho bàn phím ấy còn di chuyển thì các bạn chỉ việc giữ chuột trái thôi sau đó các bạn kéo đến bất kỳ một cái vị trí nào nhé ờ, viền thì các bạn chỉ được độ lớn hơn đây một bt thì sẽ là viền rất là bé nhé đó hiện tại thì các bạn sẽ học cách vẽ hình có viền còn là trong một số bài tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta bỏ viền đi nhá. Cũng đơn giản lắm, nhưng mà này các bạn cứ tập quen vẽ trước giúp mình các cái hình có viền để các bạn biết được cấu tạo của một cái hình nó sẽ bao gồm có hai thành phần là màu nền và màu viền và các bạn cũng biết cách học nhìn vào đây là đâu là màu màu viền và đâu là màu nền nhá. Cho nên là mình chưa dạy các bạn cái phần xóa viền vội để cho các bạn quen với các cái công cụ ở bên này thì đó là kiến thức mà các bạn cần phải nắm được ở trong bài số 10 nhá. Tiếp theo ở trong bài số 11 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học vẽ các hình đa giác nhá. Thế thì hình đa giác là hình gì? Đó chính là các hình như là tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, vân vân. Nó là các hình nhiều cạnh thì người ta gọi là hình hình đa giác. Và chúng ta sẽ học thêm một cái công cụ mới đó là polygon tool. Bây giờ các bạn sẽ mở AI lên này. Thì ngay bên dưới cái công cụ vẽ hình elip và hình tròn nó chính là công cụ gì đấy polygon tool khi các bạn chọn công cụ này các bạn cũng sẽ giữ chuột trái để các bạn kéo ra một cái hình thì lập tức nó ra cho các bạn một cái hình đây là hình gì đây đây là hình lục giác bao gồm 6 cạnh nhá thế thì bây giờ để tăng giảm các cái cạnh của hình này thì các bạn sẽ sử dụng phím mũi tên lên xuống trái phải ví dụ này mình ấn mũi tên đi xuống thì nó trở thành hình 5 cạnh đi xuống thành hình bốn cạnh và đi xuống nữa thì thành hình ba cạnh nhé ba cạnh là tối thiểu đó là hình hình tam giác còn bạn sử dụng cái mũi tên đi lên thì nó sẽ tăng cái số cạnh lên đang là tam giác này ấn đi lên lên bốn cạnh này ấn đi lên lên năm cạnh này ấn đi lên lên sáu cạnh này bảy cạnh tám cạnh chín cạnh đó các bạn nhớ là khi vẽ hình này chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái phím mũi tên đi lên và đi xuống ở trên bàn phím để tăng hoặc giảm số cạnh của đa giác nhưng mà có một hình mà các bạn hay dùng nhất Đó là hình tam giác ba cạnh Đó Còn hình vuông thì các bạn biết vẽ rồi Còn hình gì năm cạnh thì chúng ta cũng ít dùng Chủ yếu là chúng ta dùng để vẽ hình tam giác nhé Thì các bạn sẽ ấn mũi tên đi xuống Khi nào thành hình tam giác thì các bạn sẽ làm sao Vẽ Thế thì các bạn cũng có thể Kết hợp thêm phím shift để các bạn vẽ được một cái tam giác mà nó thì nó cân Đây Một tam giác nó cân nó ở chính giữa gì đấy Chính giữa màn hình Còn nếu như các bạn không giữ ship thì nó sẽ ra các cái hình tam giác khác đấy. Đây Đấy các bạn có thể xoay chuyển nó nhé Còn giữ ship thì nó ra một hình tam giác cân như vậy Và các bạn có thể giữ thêm dấu cách để làm gì? Để di chuyển cái tam giác này đến một cái vị trí bất kỳ nào đó ở trên pha thiết kế Xong thì các bạn nhả ra Và với hình này thì các bạn cũng sẽ đổi màu và đổi màu viền tương tự như các cái hình khác thôi Quan trọng ở công cụ này là các bạn biết là khi sử dụng chúng ta sẽ phải kết hợp thêm cái phím lên xuống ở trên bàn phím để gì đây tăng giảm số cạnh cho cái hình của chúng ta tam giác này ấn đi lên lên bốn cạnh năm cạnh sáu cạnh bảy cạnh giảm xuống là giảm này đấy giảm dần năm cạnh này bốn cạnh tam giác giữ phím ship để có được một cái hình cân ví dụ như mình đang vẽ hình đây thì mình giữ ship này thì cái hình của mình nó sẽ cân và đẹp còn nếu các bạn không giữ ship thì nó sẽ bị xoay theo các góc như vậy nhé còn giữ ship thì chúng ta sẽ có được một hình cân và các bạn có thể giữ thêm dấu cách để di chuyển cái hình này đến một vị trí nào đó trên file thiết kế đó ví dụ lên cạnh này thì các bạn các bạn càng giữ ship thì nó càng cân nó càng đẹp nhé đó hoặc các bạn không thích ship thì các bạn bỏ ra để các bạn di chuyển cái chiều theo cái ý của các bạn giống hình quả bóng được chưa bản chất của các cái thiết kế nó sẽ là các cái hình hợp lại với nhau thì bây giờ các bạn sẽ phải học cách vẽ lần lượt từng các cái hình sau đó chúng ta sẽ kết hợp và loại trừ để cho ra được các cái file hình thiết kế nhé đó như vậy trong bài này các bạn sẽ biết cách sử dụng công cụ gì đấy polygon tool để vẽ hình đa giác bao gồm có tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác và kết hợp thêm cái phím lên xuống để chúng ta thêm bớt cạnh ở trong phần mềm AI nhé. Còn các tính năng khác như là đổi màu nền hay là đổi màu viền hay là thay đổi độ lớn của viền thì các bạn làm tương tự như với các cái công cụ khác thôi. Đây, làm giống với các công cụ trên này. Đó, đó là cách để các bạn có thể vẽ ra một hình đa giác ở trong AI nhé. Tiếp theo ở trong bài số 12 này thì chúng ta sẽ học vẽ ngôi sao ở trong phần mềm AI và chúng ta sẽ học tiếp một cái công cụ nữa ở trong bộ công cụ vẽ hình đó là Statun nhé. Bây giờ các bạn sẽ mở AI lên này. Thì các bạn đã được học vẽ hình chữ nhật này, vẽ hình vuông này, chữ nhật hình vuông bo góc này, hình elip này, hình tròn này, hình đa giác này. Còn một cái cuối cùng nữa là Statun thì các bạn chọn vào công cụ này cho mình nhé. Thế thì uh, bình thường các bạn kéo nó cũng sẽ vẽ cho các bạn một số cái hình ngôi sao đấy. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta sẽ có thêm một cái phím lên xuống, trái phải nhá, để gì đây? Tăng giảm số cánh của sao. Đây, sao năm cánh này, sao bốn cánh. Nếu như đưa về ba cánh thì nó thành hình tam giác mất rồi. Như vậy là các bạn sẽ có sao hình năm cánh là đẹp nhất đúng không? Sáu cánh cũng được, bảy cánh, tám cánh, chín cánh. Thì tương tự với hình đa giác, các bạn cũng sẽ sử dụng thêm cái phím lên xuống ở trên bàn phím ấy để thêm hoặc bớt số cánh sao nhé đây đây là sao năm cánh này và khi các bạn đè thêm phím ship thì nó sẽ cho các bạn một ngôi sao thẳng đứng còn nếu như các bạn không giữ phím ship thì nó sẽ là các cái sao hình xoay đó như vậy các bạn nhớ là sẽ có cái phím ship để thẳng đứng này ờ, các bạn có thể đè thêm dấu cách để di chuyển cái ngôi sao này đến vị trí nào đó này lên xuống trái phải để làm gì lên xuống trái phải để tăng giảm được cái số cánh của ngôi sao đó nhưng thông thường sao năm cánh sẽ là sao đẹp nhất nhá. Sau khi xong thì các bạn sẽ nhả tay ra. Thì với ngôi sao này các bạn cũng sẽ có các cái lựa chọn như đổi màu nền, đổi màu viền, tăng giảm kích cỡ của viền giống hệt như các công cụ trước nhá. Bởi vì bản chất của nó cũng chỉ là một hình thôi. Nó không có gì khác biệt so với các cái hình khác cả. Chẳng qua là AI họ cung cấp cho các bạn sẵn các cái công cụ khác nhau để các bạn có thể tiết kiệm thời gian, các bạn vẽ ra được các cái hình nó nhanh khác nhau thôi. Còn về bản chất hay nguyên liệu động thì nó sẽ đều chung một cái tính năng như vậy nhé. Thì đó, đó là công cụ star tool. Còn một cái cuối cùng nữa là flat tool thì Đây là công cụ vẽ đốm sáng. Thì cái này các bạn sẽ học riêng về nó ở trong các bài sau. Về bản chất chúng ta sẽ cần phải biết tới năm cái công cụ này. Mặc dù là năm công cụ nhá, nhưng mà chúng ta có thể vẽ ra được nhiều khác nhau đấy. Ví dụ nhá, riêng công cụ đầu này, các bạn đã vẽ ra được hình chữ nhật và hình vuông rồi. Đây là hai hình này, đây là hai, đây là hai này đây cũng là hai này, đã là 6 này, còn đây sẽ là hình nhiều cạnh, rất nhiều hình mà các bạn có thể vẽ được từ năm cái công cụ này nhé. đó, vì vậy bây giờ các bạn sẽ cần phải luyện tập lại để các bạn làm quen và biết cách vẽ của từng công cụ một nhé. đây, có năm cái rectangle này, round này, ellipse này, polygon này và star tool nhá. còn cái flare thì các bạn sẽ học sau, đây, cái cuối cùng này, flare tool này thì các bạn sẽ học sau. Bây giờ các bạn sẽ thực hành giúp mình năm cái công cụ này để cho các bạn làm quen với bộ công cụ vẽ hình ở trong phần mềm AI nhé. Tiếp theo ở trong bài số 13 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cách loại bỏ màu viền hoặc là màu nền. Thì ở trong các bài trước các bạn đã biết là một cái hình khối ở trên phần mềm AI ấy nó sẽ có hai loại màu. Một là màu viền, hai là màu nền. Thì trong trường hợp các bạn muốn cái hình của các bạn chỉ có màu nền mà không có màu viền hoặc chỉ có màu viền mà không có màu nền thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ mở AI lên nhé à, chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái file mới web đúng không các bạn nhớ đặt tên này nhớ chọn đơn vị là pixel này còn mình sẽ để là 900 nhân bị 900 nhá hệ màu RGB đúng rồi 72 đúng rồi bấm create này thì à, bây giờ mình sẽ vẽ lại cho các bạn một cái hình chữ nhật nhá để minh họa cho các bạn nhá thì các bạn chọn vào công cụ chữ m đúng không đây công cụ chữ m này các bạn vẽ một cái hình chữ nhật đi sau đó các bạn sẽ đổi màu nền bằng cách các bạn ấn chuột trái nhớ là phải cho màu nền ở trên nhá cho màu nền ở trên sau ấn hai lần chuột trái vào màu nền và các bạn chọn tới cái màu mà các bạn muốn sử dụng ví dụ mình chọn ở đây là màu màu hồng hồng đỏ tương tự này mình cũng đưa cái màu viền lên trên bằng phím x sau đó mình chọn cho nó một cái viền là viền viền xanh và mình sẽ tăng độ lớn của viền lên cho các bạn dễ nhìn nhé đây sau đó các bạn sẽ trở lại công cụ chữ V là công cụ gì đấy selection để các bạn có thể di chuyển và các bạn bỏ chọn khỏi cái hình này thì đây sẽ là một cái hình bao gồm có một cái màu màu nền và màu viền trong trường hợp các bạn muốn bỏ đi màu viền thì các bạn sẽ phải làm như thế nào thì đầu tiên này bước một này các bạn cũng sẽ phải chọn được vào cái hình mà các bạn đang muốn bỏ viền. Sau đó các bạn bước 2 là các bạn cũng sẽ phải đưa cái màu viền lên trên. Và bước số 3 thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái biểu tượng gạch chéo này màu đỏ này. Các bạn chữ năn này. Đó, khi các bạn di chuột vào ấy, thì nó sẽ có chữ năn, có nghĩa là không. Thì bây giờ các bạn ấn chuột trái vào cái biểu tượng này thì lập tức cái màu nền của các bạn bị gạch chéo màu đỏ và lập tức cái hình của các bạn nó sẽ mất đi cái cái màu viền nhá. Thì đó là thao tác để các bạn có thể bỏ đi được được màu viền. Thế thì bây giờ để sử dụng lại màu viền nhé, thì các bạn cũng sẽ ấn chuột trái hai lần vào cái màu viền này. Sau đó các bạn chọn cho nó một cái màu viền khác. Thì bây giờ hình của các bạn nó sẽ lại có viền và các bạn nhớ chọn cho nó cái độ lớn nhé. Đây nhớ là phải chọn vào cái hình. Sau đó ấn chuột trái hai lần vào màu viền. Chọn cho nó một cái màu viền khác. Bấm OK và tăng lại kích cỡ của viền nhé. Rồi bây giờ mình làm lại này. Để bỏ viền của một hình thì chúng ta sẽ có 3 bước Bước 1 là các bạn phải chọn vào công cụ gì đây Selection Sau đó các bạn chọn vào cái cái hình mà các bạn đang muốn bỏ viền Bước 2 các bạn sẽ phải gì để kiểm tra xem cái màu viền của các bạn ở trên chưa Nếu chưa thì các bạn sẽ phải bấm X nhá Như vậy bước thứ hai là bước gì Bước thứ hai là bước đưa màu màu viền lên trên Và bước thứ ba là các bạn sẽ ấn chuột trái vào biểu tượng này để chúng ta bỏ viền đó cái biểu tượng này thì nó sẽ có một phím tắt là phím gạch chéo đấy thì các bạn có thể ấn cái chéo nhé đây ví dụ này mình sẽ để lại màu viền cho nó là màu xanh đúng không mình sẽ đưa màu màu viền lên trên này thì bây giờ để bỏ viền thì mình chỉ cần ấn vào nút gạch chéo ở trên bàn phím ấy nó nằm ở bên tay trái phím ship của các bạn nhé mình bấm phím gạch chéo thì cũng là cái thao tác gì đấy thao tác để các bạn có thể bỏ viền nhé để sử dụng lại viền thì các bạn sẽ ấn chuột trái hai lần và các bạn chọn màu viền Đó Thì đó thao tác nhé Đây cái phím sạch chéo là phím này này Nó sẽ nằm Bên trái Phím shift của các bạn đấy Đó Thì đó là cách để các bạn có thể gì đây Vẽ ra một cái hình Không có viền Ở trong AI Bằng cách các bạn sẽ sử dụng thao tác là Bỏ viền nhé Thế thì tương tự bây giờ này Tương tự bây giờ mình xóa hình này đi Mình sẽ vẽ một cái hình mà chỉ có viền Chứ không có gì đấy Không có nền thì các bạn cũng sẽ vẽ một cái hình vuông bằng cách các bạn cũng sẽ sử dụng công cụ gì là chữ m nhưng mà khi vẽ thì các bạn nhớ gì đấy giữ phím shift cho mình nhá để vẽ ra một cái hình vuông à, mình chọn ra màu nền cho nó thì mình chọn cho nó là cái màu màu vàng màu viền thì mình chọn cho nó một cái viền màu xanh lá cây mình sẽ tăng độ lớn của viền lên cho các bạn nhìn thấy này đây stroke này rồi thế thì bây giờ các bạn chỉ muốn cái hình này nó có viền xanh chứ không có nền vàng thì các bạn sẽ làm như thế nào thì tương tự các bạn đầu tiên này các bạn cũng sẽ phải chọn vào công cụ selection nhá các bạn chọn vào hình này trước này bước thứ hai các bạn cũng sẽ đưa cái màu nền lên trên bằng dấu dấu x và bước thứ ba các bạn cũng sẽ bấm vào đây hoặc là ấn phím gạch chéo ở trên bàn phím mình bấm gạch chéo này đó thì cái hình của các bạn nó sẽ bị mất màu nền chỉ còn màu viền và các bạn thấy cái biểu tượng của các bạn bây giờ màu nền ở trên này nó đang bị gạch chấm màu đỏ có nghĩa là hình này là hình không sử dụng màu màu nền mà chỉ sử dụng màu viền thôi thì để thêm lại màu nền thì các bạn cũng chỉ ấn chuột trái hai lần vào màu nền và các bạn lại đổi lại cho nó một cái một cái nền màu khác nhá đây màu đỏ này đó để bỏ chọn thì các bạn ấn chuột trái ra ngoài đây là cái hình mà các bạn gì đây có thể sử dụng nhá vì vậy các bạn nhớ là ở trong áo y thì các bạn sẽ có hai tùy chọn Một là vẽ gì đây Vẽ hình chỉ có màu nền mà không có màu viền Hoặc các bạn có thể vẽ ra một cái hình chỉ có màu màu viền và không có không có màu nền Bằng cách các bạn sẽ đưa cái màu mà các bạn muốn bỏ lên trên Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái phím năn này Hoặc cái biểu tượng gạch chéo ở trên bàn phím của các bạn nhé Đó, nhiệm vụ bây giờ của các bạn là sẽ vẽ ra một cái hình có viền nhưng không có nền và một cái hình có nền nhưng không có viền nhé để chúng ta tập làm quen với cái thao tác là thao tác bỏ màu nền hoặc là hoặc là bỏ màu màu viền nhé tiếp theo ở trong bài số 14 này thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi học một cái thao tác mà các bạn cũng sẽ thường xuyên phải sử dụng ở trong phần mềm AI đó là thao tác thay đổi độ lớn nhỏ của một hình rồi bây giờ các bạn cũng sẽ mở AI lên các bạn vẽ giúp mình một cái hình vuông nhá các bạn lưu ý này để vẽ hình vuông thì các bạn sẽ chọn vào công cụ M Rồi khi vẽ các bạn nhớ giữ thêm phím ship để chúng ta có được một cái hình vuông nhá Đây vẽ hình vuông này Rồi thì, thì bây giờ các bạn sẽ bỏ viền cho nó bằng cách gì đây Bằng cách đưa viền lên trên bấm dấu X và bấm phím gạch chéo ở trên bàn phím nhá Thông thường trong AI thì các bạn sẽ hay sử dụng tới các cái hình có nền chứ không có viền Các bạn sử dụng nhiều hơn nhá Đây thông thường này Thông thường các hình trong AI sẽ không có viền mà, mà chỉ có nền. Đó, đa số là như vậy. Vì vậy các bạn cần phải làm quen với thao tác gì đấy? Thao tác bỏ viền nhé. Rồi, thì sau khi các bạn vẽ như vậy các bạn sẽ được một cái hình vuông chỉ có màu hồng và không có màu viền. Thế thì sau khi vẽ xong bây giờ các bạn thấy là bây giờ các bạn lại có nhu cầu các bạn muốn thay đổi độ lớn, ví dụ các bạn muốn cho cái hình vuông này lớn lên hoặc cái hình vuông này nhỏ lại thì thông thường mình thấy các bạn hay làm là các bạn sẽ làm sao nhỉ? Các bạn sẽ chọn vào hình vuông này, sau đó các bạn bấm phím xóa trên bàn phím rồi các bạn lại đi vẽ lại một cái hình vuông khác. Thì các bạn làm như vậy cũng được nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian nhá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm chuẩn cho các bạn là gì? Đầu tiên này, đây mình cũng sẽ có được một cái hình vuông bây giờ mình muốn phóng to hình vuông này lên thì mình đầu tiên nhá mình cũng sẽ phải chọn vào nó bằng cách mình chọn vào công cụ selection đây là một công cụ rất là quan trọng mà các bạn cần phải nhớ bởi vì chúng ta sẽ sử dụng nó rất nhiều lần nhá chọn vào công cụ selection sau đó các bạn cũng sẽ chọn vào cái hình mà các bạn đang muốn thay đổi độ lớn thì lập tức nhá lúc này các bạn thấy này ở xung quanh bốn góc hình này nó sẽ có bốn cái ô vuông này một này hai ba bốn bốn cái ô vuông thì cái ô vuông này nó sẽ có tác dụng là cho các bạn co kéo để thay đổi được cái độ lớn bằng cách này khi các bạn di chuột vào đây đấy di chuột vào đường chéo nhá thì cái chuột của các bạn nó sẽ có hình mũi tên chỉ theo hai hướng một là các bạn sẽ phóng to và hai là các bạn thu nhỏ thế thì bây giờ để phóng to các bạn chỉ cần giữ chuột trái và các bạn kéo lên thì lập tức cái hình của các bạn nó sẽ to lên còn các bạn kéo vào trong thì cái hình của các bạn nó sẽ bị bị nhỏ lại nhá khi nào ưng ý thì các bạn sẽ nhả ra đây ví dụ mình muốn to như vậy thì mình nhả ra thì lúc này mình sẽ có được một cái hình vuông to hơn so với hình ban đầu còn để phóng nhỏ lại thì các bạn cũng sẽ đưa cho vào đây sau đó các bạn ấn và giữ chuột trái nhá ấn và giữ chuột trái các bạn kéo lại thì các bạn sẽ có được một cái hình vuông đó tuy nhiên là gì tuy nhiên làm như vậy thì nó sẽ có một cái yếu điểm là gì là mình đang vẽ hình vuông nhá các bạn để ý này lúc đầu này của mình sẽ là một cái hình vuông chuẩn đây mình xóa đi này mình vẽ lại vào đây một cái hình vuông chuẩn nhé giữ ship này hình vuông chuẩn nhưng mà trong quá trình co kéo thì rất có thể có thể nhé các bạn sẽ kéo cái hình vuông này thành hình chữ nhật đó nó không còn chuẩn nữa vì vậy khi co kéo thì có một thao tác cực kỳ quan trọng các bạn cần phải nhớ là gì là chúng ta sẽ phải giữ thêm phím ship để chúng ta co kéo nó không bị thay đổi cái tỷ lệ của hình nó chỉ thay đổi độ lớn thôi còn nó sẽ không bị thay đổi về tỷ lệ hay là thay đổi về cái độ mót méo của hình nhá Vì vậy các bạn nhớ là khi phóng to thu nhỏ bất kỳ một hình nào đó Thì các bạn phải giữ phím ship để chúng ta chỉ thay đổi về độ lớn Chứ không thay đổi về về hình dạng của cái hình đó nhá Đấy đây là một kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nắm được này Để chúng ta sẽ không làm sai đi cái cấu trúc của hình Hình vuông thì các bạn kéo to thế nào hay nhỏ thế nào Thì nó vẫn sẽ là hình vuông khi các bạn giữ phím ship nhá Đó thì tương tự nhá Tương tự bây giờ mình vẽ vào đây một hình tròn này bằng cách mình chọn công cụ elip l đúng không mình giữ ship để mình vẽ hình tròn đó thế bây giờ mình muốn cho nhỏ cái hình tròn này lại thì các bạn cũng chỉ cần chọn vào cái công cụ selection sau đó các bạn để ý nó sẽ có bốn ô vuông ở bốn góc thì để nhỏ lại nhé các bạn kéo thì mặc dù mình đã cho nhỏ nhỏ lại rồi nhá nhưng mà mình không giữ ship đúng không thì mình biến từ hình tròn nó trở thành hình gì hình elip vì vậy có một thao tác mà các bạn cần phải nhớ và nhớ phải ấn kèm đó là các bạn sẽ giữ ship thì các bạn sẽ co kéo thoải mái nó sẽ không bị gì đấy sai sai hình dạng của hình mà nó chỉ thay đổi cho các bạn độ lớn thôi bằng cách khi vừa kéo các bạn phải vừa đè thêm phím phím ship nhé đây quan trọng này nhớ giữ thêm phím gì nhỉ ship để không bị thay đổi hình dạng của vật thể đó. các bạn nhớ là chúng ta sẽ co kéo thoải mái nhá, nhưng mà nhớ ấn thêm phím Shift để chúng ta sẽ không bị sai cái hình dạng mà chúng ta chỉ thay đổi về về độ lớn thôi. Thì đó là kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 14 này. Tiếp theo ở trong bài số 15 này thì chúng ta sẽ cùng nhau học một cái tổ hợp phím mà các bạn cũng sẽ thường xuyên phải sử dụng ở trong phần mềm AI, đó là tổ hợp phím Ctrl Z. Thế thì tổ phím này nó sẽ có cái chức năng là gì? Giúp các bạn quay trở lại các cái thao tác trước đó Và các bạn sẽ gì đấy? Biết là gì nhỉ? Không chỉ AI mà tất cả các phần mềm khác như là Word, Excel, PowerPoint hay là Photoshop Nó đều có cho các bạn tổ phím này Đó là can chỗ Z để giúp các bạn quay trở lại các cái thao tác ở trước đó nhé Đây mình sẽ minh họa cho các bạn này Giả sử bây giờ mình vẽ vào đây một cái hình tròn hình tròn đúng không? Đây, giữ ship để có hình tròn nhá. Sau đó mình muốn gì đây? Mình muốn thay đổi độ lớn của nó bằng cách mình kéo cho nó nhỏ lại. Nhưng mà lúc kéo xong mình nhận ra thì nhận ra là mình kéo bị sai, kéo nhầm từ hình tròn lại biến thành hình elip do mình không giữ phím ship trong khi kéo đúng không? Thì bây giờ để các bạn có quay trở lại được hình tròn gốc thì các bạn sẽ bấm vào cái phím có tên là Ctrl Z thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn cái hình tròn chuẩn nhá lúc này các bạn giữ ship các bạn kéo thì các bạn sẽ thu nhỏ lại được các cái thao tác hình tròn này đó mục đích của nó là giúp các bạn quay trở lại các cái thao tác phía trước khi các bạn lỡ làm sai một cái điều gì đó ở trên ai nhá đây mình minh họa lại này minh họa lại cho các bạn dễ hiểu nhá à, mình sẽ vẽ vào đây một cái hình tròn hình tròn nhỏ thôi Thế thì sau khi vẽ xong nhá, bây giờ mình lại có nhu cầu phóng to cái hình tròn này lên bằng cách mình đưa con số vào đây, sau mình kéo lên. Nhưng mà khi phóng to lên thì mình thấy là mình kéo nó bị nhầm từ hình tròn, bây giờ nó chuyển thành ellipse đúng không? Mình muốn nó quay trở lại hình gốc để mình kéo lại thì mình sẽ bấm can chỗ Z trên bàn phím thì lập tức cái hình của các bạn nó sẽ trở về hình gốc để các bạn có thể kéo lại một hình tròn khác nó đúng tỷ lệ hơn thì đó là cái công dụng của cái phím can Z phím này thì chắc chắn khi thiết kế ở trên ai các bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng rồi chắc chắn là như vậy luôn thế thì nó sẽ có thêm một cái tính năng là gì can cho z một lần thì giúp các bạn quay trở lại các cái thao tác trước đó một lần còn khi các bạn ấn can cho z nhiều lần thì nó quay trở lại cho các bạn được nhiều các cái thao tác hơn nhá đây mình minh họa này à, đầu tiên mình sẽ vẽ vào đây một cái hình hình chữ nhật sau đó mình vẽ tiếp vào đây một cái hình hình vuông sau đó mình vẽ tiếp vào đây một cái hình hình elip elip và cuối cùng mình vẽ vào đây một cái hình hình tròn thế giả sử bây giờ nhá mình muốn xóa đi ba hình này xóa đi hình tròn này xóa đi hình elip xóa đi hình vuông chỉ để lại hình chữ nhật thôi thì mình sẽ phải ấn can cho z một lần này ấn can cho z một lần nó sẽ mất đi hình tròn ấn can cho z lần thứ hai nó sẽ mất đi hình elip ấn can cho z lần thứ ba nó sẽ mất đi hình hình vuông và cuối cùng chúng ta chỉ có một hình là hình hình chữ nhật và nếu như các bạn tiếp tục ấn can cho z thì nó sẽ mất đi luôn cho các bạn cả cái hình chữ nhật đó như vậy các bạn nhớ là khi các bạn ấn can cho z nhiều lần thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn được nhiều các cái thao tác ở phía trước đó các bạn nhớ cái phím này cho mình nhá can cho z đây can cho z mấy lần thì sẽ quay trở lại thao tác trước từng đó lần nhiều bạn thì nghĩ nó căn z nó chỉ có tác dụng cho các bạn một lần thôi nhưng mà không phải các bạn ở những cho z nhiều lần thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn được cùng đó lần nhá đó thì đó là kiến thức rất là quan trọng mà các bạn cũng sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 15 này Tiếp theo trong bài 16 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thao tác mà các bạn cũng thường xuyên phải sử dụng khi các bạn làm việc thiết kế ở trên phần mềm AI. Đó là thao tác xoay hình hay là xoay một đối tượng. Thì uh, bây giờ mình sẽ vẽ nhé. Mình sẽ vẽ vào đây một cái hình chữ nhật. Thì các bạn biết là khi các bạn vẽ như vậy thì bao giờ các bạn cũng chỉ vẽ được hình chữ nhật nó nằm ngang hoặc là hình chữ nhật nó nằm nằm dọc thôi. Chứ các bạn không thể nào mà vẽ được một cái hình chữ nhật nó theo được theo gì đây theo kiểu đường chéo nằm chéo nhá thì thao tác xoay hình nó sẽ giúp các bạn làm được cái việc này rồi thì đầu tiên này các bạn sẽ chọn vào cái hình chữ nhật này bằng cách các bạn sử dụng công cụ gì đây selection nhá các bạn nhớ muốn xử lý muốn thay đổi hay muốn chỉnh sửa một cái hình hay một đối tượng nào thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải chọn vào nó cái đã bằng cách sử dụng công cụ gì đấy selection tool nhá đây selection tool này phím tắt của nó là phím v để chọn vào cái hình mà các bạn đang muốn thay đổi thế thì bây giờ các bạn muốn gì đây muốn xoay hình này thì chúng ta sẽ phải xoay kiểu gì thì cũng tương tự như kiến thức mà các bạn học ở trong phần gì đây thay đổi độ lớn thì khi các bạn đưa chuột vào bốn góc nó sẽ có cái biểu tượng gì đây mũi tên chỉ lên hoặc chỉ xuống là để giúp các bạn gì nhỉ thay đổi độ lớn nhá còn khi các bạn đưa ra ngoài một chút này đó thì lập tức cái mũi tên của các bạn nó sẽ có hình xoay hình như vậy thì người ta gọi là hình xoay nhá thì bây giờ các bạn cũng chỉ việc giữ chuột trái và các bạn sẽ xoay được cái hình này theo các cái đường chéo mà các bạn gì đây mà các bạn mong muốn thì đó là thao tác người ta gọi là gì đây thao tác xoay hình đó các bạn thấy chưa nhỉ đây là thao tác để các bạn xoay hình nhá thế thì khi các bạn xoay như vậy thì nó sẽ xoay cho các bạn lần lượt theo độ đây ví dụ này không độ này một độ này 4 độ 8 độ 9 độ 10 độ đó còn khi các bạn giữ thêm phím ship thì nó xoay cho các bạn theo các góc 45 độ này 90 135 180 đó các bạn nhớ nhé khi các bạn đè thêm phím ship thì nó xoay cho các bạn theo các góc phổ biến là 45 độ này 90 độ này đó 135 và 180 còn các bạn không giữ ship thì các bạn sẽ tự xoay theo các cái độ nhỏ hơn độ nhỏ lẻ hơn đó ví dụ như bây giờ nhé từ hình nhật này Ctrl Z này từ hình này đúng không mình muốn xoay theo một hình khác để thành dấu cộng thì mình sẽ giữ phím shift và mình mình xoay nó đây thì lập tức nó sẽ xoay cho các bạn chiều 90 độ luôn này thì nó rất chính xác nhá đó các bạn nhớ là để thay đổi độ lớn thì các bạn cũng sẽ phải giữ phím shift để không thay đổi tỷ lệ còn khi xoay các bạn giữ shift để chúng ta xoay theo góc 45 độ 90 độ 135 và 180 225 này 270 315 và 0 độ còn các bạn không dự ship thì các bạn sẽ xoay được chi tiết hơn, kỹ càng hơn. đó tương tự với hình này nhé, các bạn muốn xoay thì các bạn cũng chỉ đưa chuột vào đây. khi nào lên cái hình này là hình xoay này, còn hình này là hình thay đổi độ lớn này, các bạn phải phân biệt được đâu là con chuột độ lớn nhé và đâu là con chuột xoay. đúng cái điểm mép này thì sẽ là chức năng gì đấy, thay đổi độ lớn. còn các bạn đưa chuột ra ngoài một chút thì nó sẽ là hình gì đấy, hình xoay đấy. Đó Đây cũng là một thao tác mà các bạn sẽ cần phải nắm được Khi các bạn thiết kế ở trên AI nhé Từ một hình thẳng thì các bạn có thể xoay theo độ mà các bạn dưới đấy mong muốn Nhưng mà nhớ nhé Nhớ phải chọn nó vào nó trước Thì sau các bạn mới xoay được Đó Thì bây giờ các bạn cũng sẽ vẽ giúp mình hình như nhật Rồi các bạn sẽ xoay theo cái tỷ lệ mà các bạn dưới đấy mong muốn nhé Và áp dụng kiến thức này thì bây giờ các bạn có thể vẽ ra một hình gì nhỉ Một cái dấu x Đây mình xoay vào đây đó các bạn xoay thế nào cũng được nhé đó bản chất của AI là các bạn sẽ phải kết hợp các công cụ ví dụ nhé nó không có cái tính năng vẽ dấu X đúng không nhưng mà nhờ vào kiến thức xoay này mà bây giờ các bạn có thể vẽ dấu X bằng cách các bạn vẽ hai hình chữ nhật sau đó các bạn xoay và các bạn đặt chồng lên nhau là các bạn sẽ có được một cái dấu n dấu X đó bây giờ các bạn sẽ thực hành giúp mình cái kiến thức ở trong bài số 16 này nhé Tiếp theo ở trong bài số 17 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học một cái công cụ có tính năng là biến đổi hình Tên của nó sẽ là Direct Selection Tool Phím tắt của nó là phím A các bạn nhé Rồi bây giờ các bạn sẽ mở AI lên này Mình có một cái ví dụ như sau Bây giờ mình sẽ vẽ vào đây một cái hình chữ nhật Đây Hình chữ nhật này sau khi vẽ xong thì mình sẽ muốn bo góc này và góc này thành góc tròn thì bình thường các bạn biết để vẽ được hình chữ nhật mà bo góc tròn thì các bạn sẽ sử dụng công cụ thứ hai đúng không tuy nhiên là khi các bạn dùng công cụ này nó sẽ bo cho các bạn cả bốn góc luôn đây bo cho các bạn cả bốn góc luôn nhưng mà bây giờ mình không muốn bo bốn góc mà mình chỉ muốn bo hai góc thôi thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng tới công cụ biến đổi hình dạng nhá có tên là direct session tool rồi mình xóa cái này đi thì uh, đây chính là công cụ đó này ngay bên cạnh công cụ selection tool thì nó chính là công cụ gì đấy direct selection tool phím tắt của nó là phím a nhá khi các bạn đang ở bất kỳ một công cụ nào thì các bạn chỉ cần bấm phím a trên bàn phím lập tức nó sẽ nhảy về cho các bạn công cụ có tên là direct selection tool thì công cụ này nó sẽ có tính năng là giúp các bạn gì đây biến đổi hình dạng của một góc hoặc một cái hình nào đó thì ví dụ nhá bây giờ các bạn thấy này đây là hình chữ nhật mà nó có bốn góc vuông bây giờ mình sẽ tiến hành bo tròn hai góc của nó lại thì đầu tiên mình sẽ chọn vào công cụ gì đấy direct selection tool nhá sau đó mình giữ thuật trái mình quét qua một cái góc mà mình đang định bo tròn đây mình giữ thuật trái nha, ấn và giữ thuật trái sau đó mình quét qua đây. Khi mình quét qua như vậy thì các bạn thấy ở góc này nó sẽ có hai cái điểm nút hay người ta gọi là hai điểm chốt đấy, một cái là hình hình tròn và một cái là hình vuông. Cái bên trong sẽ có hình tròn và cái bên ngoài sẽ có có hình vuông. Khi các bạn di chuột vào cái điểm bên trong hình tròn này thì lập tức ở cái công cụ chuột của các bạn ấy nó sẽ có thêm một cái đường cong để báo cho các bạn biết đây là công cụ giúp bẻ thành đường cong nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ đưa chuột trái vào trong cái đường cong này. Sau đó các bạn gì đấy? Này, đưa chuột trái nhá. Đưa chuột trái vào trong cái điểm màu xanh này, hình tròn này, này. Sau đó các bạn ấn và giữ chuột trái, các bạn kéo nó vào vào bên trong. Thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái hình chữ nhật đã bị gì đây? Đã bị bẻ cong cái góc này. Đây, bẻ cong lại nhá. Đó. Khi nào các bạn đạt được cái độ cong ứng ý thì các bạn sẽ nhả ra. Thì tự nhiên lúc này các bạn sẽ có được một hình chữ nhật mà nó bị bẻ cong một góc. Mà công cụ này không thể nào làm được nhé. Đây nó sẽ vẽ cho các bạn cong cả bốn góc. Còn các bạn muốn cong một góc thì các bạn sẽ bẻ như vậy. Đó. Sau khi xong thì các bạn cũng sẽ trở lại công cụ gì đấy. Selection một cách bình thường. Thì lúc này các bạn sẽ có được một cái hình chữ nhật bị bị bẻ cong. Thì tương tự với góc cong này các bạn cũng có thể bẻ nó bằng cách các bạn chọn vào công cụ gì đấy direct Session tool sau đó các bạn cũng ấn và giữ chuột trái các bạn quét qua góc này để nó lên cho các bạn được hai cái điểm này thì để bo cong các bạn cũng chỉ đưa cho vào đây các bạn kéo cái con này cong lại đó thì các bạn sẽ có được một cái hình như vậy nhá và khi các bạn cố tình các bạn làm cong đây mình sẽ cố tình làm cong thêm này cong tiếp cong tiếp cong tiếp thì các bạn sẽ ra được một cái hình giống như hình hình cái lá và các bạn có thể thấy là gì? Là sau khi các bạn biết được cái công cụ này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được logo của của FPT bằng cách các bạn cũng sẽ làm sao nhỉ? Các bạn cũng sẽ vẽ một cái hình chữ nhật thẳng đứng, sau đó các bạn tiến hành bo hai góc và các bạn cũng cho nó nghiêng lên một chút thì ba cái kiến thức này các bạn đã được học ở trong bài trước rồi. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn phải tạo ra được một cái gì đấy, một cái logo giống như logo của FPT nhá bản chất của nó là các bạn sẽ gì đây biết các công cụ và lên được ý tưởng thì các bạn sẽ sáng tạo ra các cái logo một cách rất là đơn giản nhá đó thì đó sẽ là tác dụng hay là cách làm để các bạn có thể bẻ cong được một cái góc của hình bất kỳ bằng cách sử dụng công cụ là Direct Selection Tool đó đây sẽ là công cụ rất là mạnh để các bạn có thể biến đổi từ một hình chữ nhật sang hình hình một cái lá như vậy nhá rồi Thế thì mình sẽ nói tiếp về cái phần thứ hai Rồi bây giờ mình cũng sẽ vẽ tiếp vào đây Một chữ nhật này Thẳng đứng đi Thẳng đứng à, Mình cũng sẽ chọn công cụ là gì Là Dishing Tool Đây Mình cũng vẽ qua một góc Thì các bạn thấy vừa rồi là chúng ta sẽ bỏ cong Bẻ cong bằng cái điểm tròn bên trong đúng không Bây giờ các bạn sẽ thấy Nó sẽ có điểm ô vuông ở ngoài điểm ô vuông ở ngoài thì giúp các bạn có thể bẻ thẳng nhé. bằng cách các bạn cũng đưa vào đây, các bạn kéo xuống, đó. thì lúc này các bạn sẽ có được một cái hình kiểu như vậy. một cái là giúp các bạn bẻ cong, còn một cái thì giúp các bạn bẻ chéo hay là bẻ thẳng đấy. với công cụ bẻ thẳng này thì khi bẻ các bạn có thể giữ phím shift nhé, đè lên phím shift để nó không bị lệch các cái đường khác. các bạn chỉ thay đổi một cái đường này thôi. thì tự nhiên các bạn sẽ có được một cái công cụ để bẻ một cái cạnh bất kỳ ở trong một cái hình bằng cách sử dụng công cụ gì đấy bẻ cái hình vuông còn vừa rồi là các bạn sẽ bẻ cái hình tròn bên trong để chúng ta bo cong còn hình vuông này thì giúp các bạn như thế bẻ theo đường đường chéo hoặc là là đường thẳng nhá và các cái hình kiểu như thế này thì các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp phải nó ở trong logo của các công ty mà liên quan tới ngành xây dựng hoặc nội thất thì các bạn sẽ gặp phải các cái hình chữ nhật mà nó vát một đường chéo như vậy thì hôm nay các bạn sẽ biết cách làm nó bằng cách sử dụng công cụ gì nhỉ direct và các bạn bẻ cái hình ô vuông xuống thì các bạn sẽ có được một cái hình như vậy nhá khá đơn giản đúng không? Rồi mình làm lại này, à, mình sẽ vẽ vào đây một cái hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật thì bình thường các bạn vừa rồi các bạn học thao tác là các bạn quét một góc nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể học thao tác là quét hai góc nhá đây, mình quét qua hai góc này này, đó thì bây giờ mình kéo thì cả hai góc nó sẽ có đều có tác dụng này nó đều bị cong này các bạn thấy chưa đó tương tự này mình giữ chuột trái này mình quét qua hai góc này thì bây giờ mình chỉ cần thay đổi một điểm thôi là gì đấy là cái góc còn phải nó cũng như đấy cũng thay đổi theo thì tự nhiên mình lại có được hình cái này đó thì đó là cái gì là cái lưu ý nhá hoặc mình làm lại này ờ, mình sẽ không quét hai góc nữa mà mình quét toàn bộ luôn đây mình minh họa cho các bạn nhé đây mình cũng chọn vào công cụ này mình quét toàn bộ cả cái hình này và bây giờ các bạn bo một góc này thì nó sẽ tiến hành nó bo cả bốn góc cho các bạn luôn đó vì vậy các bạn nhớ nhé chúng ta có thể bo bo một góc này bo hai góc bo ba góc thậm chí là các bạn sẽ bo được cả bốn góc bằng cách các bạn chọn vào công cụ direct sau đó các bạn chọn qua cả cái hình này thì bây giờ các bạn thay đổi một góc nó sẽ có tác dụng gì đấy trên toàn bộ cái góc đó 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 là cách hoạt động của công cụ này nhé Rồi bây giờ mình sẽ vẽ vào đây một cái ngôi sao Các bạn nhớ giữ phim ship nhé Để cho được một hình ngôi sao vuông Đó Thì bây giờ các bạn không thích Cái ngôi sao của các bạn Nó nhọn như vậy Thì các bạn có thể chọn ra công cụ này Các bạn quét toàn bộ Sau đó các bạn chỉ cần kéo một góc bo lại Thì lập tức các bạn sẽ có một hình ngôi sao nó Mềm mại như vậy Các bạn thấy rất là nhanh và rất đơn giản Để các bạn có được hình ngôi sao như vậy nhé đó là tác dụng của công cụ gì đấy Direct sẽ dừng tool đó các bạn có thể kéo theo đường đường thẳng hoặc là kéo theo đường tròn đó các bạn càng tròn và khi các bạn kéo kịch kim thì nó sẽ được một hình như vậy cái hình này các bạn sẽ hay gặp gì đấy hay gặp ở trong phần tết đấy đây mình sang màu đỏ một cái là các bạn thấy nó giống tết giờ này đó như vậy các bạn bạn biết là gì đấy các bạn biết là gì đấy cùng một cái hình nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng thêm các cái công cụ bẻ cong hoặc là bẻ thẳng khác để tạo ra một cái hình thù sáng tạo khác nhá. Thay vì các bạn phải tìm công cụ các bạn vẽ cái hình này thì nó không có. Nhưng mà chỉ việc vẽ ngôi sao rồi các bạn sẽ dùng công cụ Direction. Đây, Direction Tool này. Các bạn bẻ cong góc thì các bạn lại có được một cái hình hoa văn như vậy. Đó, bản chất của AI là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái công cụ chúng ta kết hợp với nhau. Rồi mình làm lại nhá, vẽ một ngôi sao này. Các bạn nhớ chúng ta sẽ có quyền gì nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền be một góc, bo một góc bằng cách các bạn quét qua góc đó. Thì đây là thao tác bo một góc này. Khi các bạn quét qua hai góc thì các bạn sẽ có quyền gì đấy? Có quyền các bạn bo một lúc hai góc. Đó. Và khi các bạn gì đấy, quét qua cả cái hình thì các bạn sẽ cùng một lúc các bạn xử lý cả cái hình nhé. Đó, đây các bạn bo kịch rồi thì nó sẽ không cho các bạn bo thêm nữa. đó đó là cách hoạt động của công cụ gì đây đó là cách hoạt động của cái công cụ direct session tool các bạn sẽ thử vẽ ra một số cái hình rồi các bạn sẽ làm sao nhỉ các bạn sẽ tập thực hành với cái công cụ này nhé chọn vào đây đó các bạn có thể thực hành với công cụ này để các bạn tập làm quen các bạn sáng tạo ra các cái hình khối khác nhau Thông thường thì chúng ta cũng sẽ hay sử dụng cái công cụ bẻ cong hơn là gì đấy? Là cái công cụ bẻ thẳng. Nhớ là khi bẻ thẳng thì các bạn nhớ phải làm gì nhỉ? Ấn thêm phím shift để chúng ta sẽ không bị lệch lạc khỏi cái đường nhé. Đây, mình sẽ bẻ thẳng này. Bằng cách mình chọn vào đây. Mình quét một góc. Và mình sẽ giữ shift và mình bẻ cái đường này xuống. Đó, đây. Các bạn nhớ kéo trước rồi các bạn giữ shift sau nhé. Thì nó sẽ có tác dụng. đó đó là cách để các bạn có thể hiểu và và sử dụng được cái công cụ có tên là direct session tool nhé tiếp theo ở trong bài số 18 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái thao tác để cho các bạn linh hoạt hơn trong cái việc điều chỉnh về không gian làm việc nhé rồi bây giờ các bạn sẽ mở phần ai lên các bạn sẽ vào new file tạo giúp mình file mới này các bạn chọn web giúp mình sau đó các bạn chọn giúp mình luôn cái tỷ lệ là gì đấy 1920 nhân 1080 pixel nhá PX là viết tắt của từ pixel Sau đó các bạn bấm vào Create giúp mình Đó Thì hiện tại mình sẽ có một cái thiết kế như vậy Tất cả những cái gì mà nằm trong màu trắng Thì người ta gọi là gì đấy Nằm trong pha thiết kế Thế thì ở đây sẽ có một số cái thao tác mà các bạn cần phải quan tâm này Ví dụ bây giờ các bạn sẽ bấm giúp mình cái phím Ctrl trừ nhá giữ can trô và bấm thêm dấu trừ trên bàn phím đó khi các bạn ấn can trô trừ nhiều lần thì tự nhiên gì đấy tự nhiên cái file thiết kế của các bạn nó sẽ nhỏ lại các bạn nhìn nó nhỏ đi nhưng mà đây nó chỉ giúp các bạn nhìn tổng quan nhìn nhỏ đi thôi chứ file thiết kế của các bạn nó vẫn giữ nguyên kích thước nhá các bạn lưu ý cái kích thước file thiết kế nó lớn hay bé nó không phụ thuộc vào việc các bạn nhìn ở đây nó to hay nhỏ mà nó phụ thuộc vào thông số các bạn cài ban đầu ví dụ như là bao nhiêu pixel hay là bao nhiêu cm thì đấy mới là quyết định độ lớn của phát thiết kế còn khi các bạn thì đấy khi các bạn nhìn ở trên này các bạn thấy nó nhỏ chứ không phải là thiết kế của các bạn kích thước nhỏ nhá mà các bạn đang ấn căn tô trừ thì nó sao nó nhỏ lại để cho các bạn có thể nhìn tổng quan hơn về cái phát thiết kế rồi bây giờ các bạn bấm căn số cộng thì nó sẽ lớn lại này đó lớn lại các bạn bấm căn số cộng thì nó sẽ lớn nữa căn trừ thì nó nhỏ lại nhá. để cho các bạn dễ hiểu hơn thì sao? bây giờ mình sẽ vẽ vào đây một cái hình tròn bên tay trái. đây hình tròn bên tay trái. À, mình cho nó một cái màu là gì? là màu màu đỏ. các bạn nhớ bỏ bỏ viền đi nhá. bỏ viền thì các bạn sẽ bấm dấu x để đưa đưa viền lên trên và các bạn sẽ bấm dấu gạch chéo để để xóa viền. tương tự mình vẽ tiếp một cái hình tròn ở bên gì đây? bên tay tay phải nhá à, mình cho nó màu xanh đưa màu này lên trên chọn màu xanh cho nó bấm ok rồi thì bây giờ các bạn bấm can trâu trừ này đó thì để cho các bạn dễ nhìn đó thì thiết kế của các bạn nó sẽ nhỏ lại để làm gì để cho các bạn nhìn được tổng quan hơn về toàn bộ cái thiết kế nó như thế nào còn khi các bạn muốn nhìn chi tiết một cái hình hay một đối tượng ở trên phát thiết kế thì các bạn sẽ bấm dấu cộng để nó to lên để các bạn nhìn rõ hơn về cái hình tròn mà các bạn vừa vẽ nó như thế nào. Đó. Thế thì khi các bạn bấm dấu cộng như vậy thì bây giờ các bạn muốn nhìn được cái hình tròn màu đỏ ở bên tay trái thì các bạn sẽ làm như thế nào? Một là các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một thanh kéo ngang để các bạn kéo sang bên đây các bạn nhìn. Đó. Nó có hai thanh kéo nhá, một là kéo ngang này và hai là kéo dọc để các bạn có thể nhìn chi tiết được một cái vùng nào đó ở trên thiết kế. Tuy nhiên là mình khuyên các bạn không nên dùng cái thanh kéo này Nó tương đối mất thời gian Mà các bạn sẽ sử dụng cái phím cách ở trên bàn phím ấy Bây giờ là các bạn để ý nhé Mình đang ở bên tay phải đúng không? Góc bên tay phải Mình muốn nhìn được chi tiết cái hình màu đỏ Ở bên tay trái ấy, Thì mình sẽ đè dấu cách Ngay sau khi các bạn đè dấu cách Thì con chuột của các bạn sẽ trở thành hình bàn tay này Bình thường nhá Các bạn trở về công cụ gì đấy Sẽ là sườn tool Thì con chuột của các bạn nó sẽ có màu đen Nhưng mà khi các bạn đè phím cách xuống thì con chuột của các bạn nó sẽ có hình bàn tay thì bây giờ các bạn muốn nhìn được cái hình màu đỏ ở góc tay trái thì các bạn chỉ cần ấn chuột trái các bạn kéo sang đấy đây các bạn kéo dần sang thì các bạn có thể nhìn được bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái pha thiết kế của các bạn nhé đây mình đang nhìn màu đỏ ở bên tay trái này bây giờ mình muốn chuyển qua nhìn màu xanh ở bên tay phải thì mình cứ đè dấu cách thôi mình kéo dần sang là các bạn sẽ nhìn thấy được hình màu xanh thay vì các bạn phải kéo chuột ở dưới này nhé rồi thế thì khi các bạn muốn nhìn thiết kế vừa màn hình thì các bạn sẽ bấm can trô và số 0 trên bàn phím thì lúc này các bạn sẽ nhìn được tổng quan gì đấy tổng quan toàn bộ cái thiết kế của các bạn nó nằm ở vừa màn hình vì vậy trong bài này các bạn nhớ là chúng ta sẽ có ba cái thao tác thứ nhất là can trô trừ can trô trừ là gì là thu nhỏ không gian để giúp các bạn có thể nhìn được gì đấy toàn bộ cái pha thiết kế của các bạn một cách tổng thể nhé Can cho gì nữa? Can cho cộng là phóng to không gian thì giúp các bạn có thể nhìn chi tiết một cái đối tượng nào đó ở trên ở trên file thiết kế khi dùng can cho cộng thì các bạn nhớ kết hợp thêm phím cách để di chuyển tới một cái vị trí nào đó nhé đây đó bởi vì khi các bạn can cho cộng thì phóng to phóng to thì màn hình của các bạn sẽ không hiển thị được hết file thiết kế mà nó chỉ hiển thị một phần nào đó thôi vì vậy để xem tới chỗ nào trên thiết kế thì các bạn sẽ đè chuột cách xuống và các bạn sẽ gì đây dùng chuột trái các bạn di chuyển tới cái vị trí mà các bạn muốn xem chi tiết còn khi các bạn muốn nhìn vừa màn hình thì các bạn sẽ bấm cán chỗ không thì lúc này cái file thiết kế của bạn nó sẽ vừa khớp luôn với cái màn hình máy tính của các bạn nhé đó đây là ba thao tác mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng khi chúng ta thiết kế ở trên phần mềm AI hoặc các bạn dùng Photoshop thì các bạn cũng sẽ quen với các cái thao tác này rồi. ở đây là chỉ có một cái lưu ý là gì đấy khi các bạn Ctrl số cộng phóng to thì các bạn sẽ kết hợp thêm cái phím dấu cách để các bạn nhìn gì đấy nhìn được chi tiết từng cái đối tượng ở trên trên file thiết kế nhé. Ctrl số trừ là nhỏ này, căn số cộng là to này, Ctrl số không là vừa màn hình. đó thì bây giờ các bạn sẽ luyện tập cho mình một số cái thao tác này nhé. Tiếp theo ở trong bài số 19 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cách di chuyển chính xác các cái đối tượng ở trong AI. Thì bình thường các bạn biết nhá, bây giờ mình sẽ vẽ vào đây này hai cái hình tròn để mình minh họa cho các bạn cái bài này nhá. Để vẽ hình tròn thì các bạn sẽ chọn vào công cụ L, sau đó các bạn giữ phím Shift và các bạn vẽ hình tròn cho mình. À, chúng ta sẽ đổi màu cho nó. Màu xanh. Tiếp theo này, mình sẽ vẽ tiếp vào đây một cái hình tròn nữa và mình chuyển nó thành màu màu đỏ. Ok. Thì bình thường nhá, các bạn biết là để di chuyển một đối tượng ở trong gì đấy, trong AI thì các bạn sẽ chọn vào công cụ gì nhỉ? Chọn vào công cụ Direction Tool, các bạn tích vào đối tượng và các bạn dùng chuột trái, các bạn kéo thả đối tượng đến bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái file thiết kế của các bạn. Thế thì uh, tuy nhiên cách này nó sẽ dùng cho các bạn khi các bạn di chuyển gì đây? Di chuyển một đối tượng ra vị trí xa. Ví dụ các bạn muốn di chuyển từ bên bên trái sang bên phải thì các bạn sẽ kéo nó sang đây. Thì các bạn sẽ cảm thấy rất là nhanh. Tuy nhiên là có những trường hợp các bạn sẽ cần phải di chuyển ở vị trí gần và yêu cầu cái độ chính xác cao thì các bạn sẽ không thể nào phải sử dụng được cái con chuột. Bởi vì các bạn kéo chuột thì nó rất khó chính xác nhá. Bởi vì mỗi lần các bạn kéo thì cái độ di chuyển của cái đối tượng nó tương đối lớn. Thế thì để cái độ di chuyển của đối tượng nó nhỏ hơn và nó chính xác hơn thì chúng ta sẽ không dùng con chuột nữa mà chúng ta sẽ di chuyển bằng gì đây bằng bốn cái phím mũi tên lên xuống trái phải ở trên bàn phím nhá rồi bây giờ mình đang muốn hai cái hình tròn này nó nằm cạnh nhau thì nếu như mình di chuyển như vậy này thì mình sẽ rất khó mình thấy nó chính xác đúng không đó thì mình có thể gì đây dùng cái phím sang phải ở trên bàn phím này sang trái này các bạn ấn mũi tên sang trái thì cái đối tượng của các bạn sẽ di chuyển sang bên trái này Ấn mũi tên sang phải thì đối tượng của các bạn gì đấy sẽ di chuyển sang bên tay phải Ấn mũi tên lên trên thì đối tượng sẽ lên trên Và Ấn mũi tên xuống dưới thì đối tượng của các bạn nó sẽ gì đây Nó sẽ xuống dưới Đó vì vậy để các bạn có thể di chuyển được các đối tượng ở trong cái phạm vi gần Thì các bạn sẽ nên sử dụng cái phím lên xuống trái phải nhá Để các bạn căn chỉnh làm sao cho nó chính xác đó đó là cách để các bạn di chuyển như vậy các bạn biết chúng ta sẽ có hai cách di chuyển một cái đối tượng ở trong ai đó là gì nhỉ đó là các bạn sẽ sử dụng chuột thì các bạn sử dụng tới công cụ gì đây công cụ này selection tool phím tắt của nó là chữ v và các bạn chọn nó rồi các bạn di chuyển tới bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái pha thiết kế của các bạn hoặc không trong trường hợp các bạn muốn di chuyển ở các cái vị trí tương đối gần thì các bạn có thể sử dụng tới cái phím mũi tên gì đây lên xuống trái phải ở trên bàn phím nhá để các bạn có thể di chuyển chính xác một cái đối tượng ở trong gì đây? Ở trong phần mềm AI. Tiếp theo ở trong bài số 20 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học cái chế độ kiểm tra vị trí chính xác của các đối tượng nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ mở AI lên, các bạn vẽ giúp mình hai cái hình tròn không có viền nhá. Hai hình tròn không viền. Để với hình tròn thì các bạn chọn vào công cụ L Sau đó các bạn giữ ship Các bạn kéo được một cái hình tròn màu đỏ Thì để bỏ viền thì các bạn sẽ đưa màu viền lên trên Sau đó các bạn sẽ bấm phím gì đấy Gạch chéo hoặc bấm vào đây để chúng ta tắt viền Tương tự này các bạn sẽ vẽ tiếp một cái hình tròn nữa à, Mình sẽ để nó là màu xanh bằng cách mình gì đây Đưa màu nền lên trên bằng phím X Và mình chọn cho nó một cái màu màu xanh Thế thì bây giờ người ta sẽ yêu cầu các bạn là đặt sát hai cái hình tròn này nằm cạnh nhau chính xác một cách tuyệt đối nhá. Thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ phải sử dụng tới công cụ gì nhỉ? Công cụ Selection Tool. Các bạn di chuyển cái hình tròn này nằm cạnh nhau. Đó, nằm cạnh nhau và các bạn có thể sử dụng thêm cái phím gì đấy lên xuống trái phải trên bàn phím để các bạn di chuyển ở vị trí ở chị bị gần đó thì uh, sau khi các bạn đã đặt cạnh như vậy rồi thì các bạn rất khó để biết được độ chính xác của nó đã nằm cạnh nhau hay chưa hoặc là nó chưa sát nhau hoặc là nó đang bị đè lên nhau thì các bạn có thể bấm dấu can cho cộng đúng không can cho cộng để phóng to rồi các bạn đè dấu cách bàn tay các bạn di chuyển để các bạn nhìn thì thế này Các bạn nhìn thì nó cũng tương đối chính xác nhưng mà nó chưa được chính xác 100% nhé còn trong bài này các bạn sẽ học cách chế độ kiểm tra vị trí chính xác của đối tượng Thì bằng cách bây giờ này Khi các bạn đã zoom lên như vậy rồi Phóng to lên như vậy rồi Để các bạn nhìn chính xác hơn Thì các bạn sẽ bấm giúp mình cái phím Ctrl Y dài Bấm Ctrl Y dài Thì lập tức các cái đối tượng của các bạn Nó sẽ bị mất màu Và nó sẽ được biểu thị bằng các cái đường tròn như thế này Mặc dù nhá các bạn để ý này Mặc dù chúng ta đã vẽ được hai cái hình tròn không có viền xung quanh nhưng mà khi các bạn bấm căn chỗ y nhá thì tự động nó sẽ tạo cho các bạn một cái viền bao quanh để các bạn kiểm tra xem chính xác hai cái đối tượng này nó đã gắt nhau hay chưa đó thì bây giờ các bạn nhìn thấy là hai đối tượng của các bạn gì đấy không phải nằm cạnh nhá mà đang nằm đè lên nhau rồi vì vậy các bạn sẽ bấm căn chỗ y trở lại rồi các bạn chọn vào một đối tượng bất kỳ và các bạn di chuyển dịch nó sang bên phải rồi các bạn đã bấm căn chỗ y để các bạn kiểm tra đó vẫn hơi bị sát một chút đúng không? Các bạn lại bấm căn chỗ Y để trở về chế độ bình thường rồi các bạn lại bấm gì đấy? Bấm căn Ctrl... chỗ bấm sang phải nhá. Đó, bấm căn chỗ Y. Thì đây, lúc này thì các bạn sẽ có được hai cái đối tượng mà nó nằm gì đấy? Sát nhau một cách tuyệt đối nhá. Bằng cách các bạn sử dụng cái chế độ này thì người ta gọi là chế độ nhìn xuyên thấu. Nó chỉ hiển thị cho các bạn được các cái viền của đối tượng thôi. Mặc dù nhá, đối tượng các bạn vẽ là đối tượng không có viền. Nhưng mà khi các bạn sử dụng tới phím chỗ Y thì nó sẽ tự tạo cho các bạn các cái viền xung quanh để các bạn kiểm tra được chính xác xem các đối tượng đang nằm ở vị trí như thế nào đây là tâm này dấu x là tâm của đối tượng còn xung quanh nó sẽ có các đường viền tương tự thì đây là tâm của đối tượng còn đây là gì đây đây là cái đường viền của nó thì nhìn như vậy các bạn mới nhìn chính xác được còn nhìn kiểu này thì các bạn gì đấy rất dễ bị nhìn đè hoặc nhìn đấy? nhìn gần đúng thôi đây ví dụ ra ngoài đó khi các bạn zoom nhỏ lại thì các bạn tưởng nó sát nhau nhưng mà khi các bạn phóng to lên rồi các bạn bấm can chỗ y thì các bạn thấy là hai cái đối tượng này của các chúng ta gì đấy chưa nằm sát nhau nhá chưa sát nhau vì vậy các bạn sẽ bấm can chỗ y trở lại y dài nhá can chỗ y dài đây phím chỗ và phím y dài để các bạn chuyển sang cái chế độ nhìn xuyên thấu sau đó các bạn gì đấy sẽ dịch nó sang một chút rồi các bạn sẽ bấm can chỗ y để các bạn kiểm tra đó khi nào các bạn thấy nó chính xác rồi thì các bạn sẽ chỗ trừ để thu nhỏ lại và các bạn sẽ bấm can chỗ y để thoát khỏi cái chế độ nhìn xuyên thấu nhá thì lúc này các bạn sẽ có hai cái đối tượng hình tròn nằm sát cạnh nhau chính xác tuyệt đối các bạn nhé đó đây là một cái phím tắt mà các bạn cũng sẽ bắt buộc cần phải nắm được khi chúng ta thiết kế ở trên ai bởi vì có những phát thiết kế người ta sẽ yêu cầu độ chính xác rất là cao thì các bạn sẽ phải dùng cái phím can cho y này để các bạn kiểm tra được cái vị trí chính xác của các cái đối tượng ở trong phần mềm ai nhé Tiếp theo ở trong bài số 21 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba chế độ căn chỉnh ở trong AI các bạn nhé. Đầu tiên này là chế độ căn chỉnh giữa một đối tượng và pha thiết kế. Thứ hai là căn chỉnh giữa hai đối tượng với nhau. Và thứ ba là căn chỉnh giữa nhiều đối tượng với nhau. Thì đầu tiên này các bạn sẽ tìm hiểu về chế độ căn chỉnh giữa một đối tượng và pha thiết kế nhé. Thì đây đây sẽ là file thiết kế của chúng ta nó sẽ có màu trắng thì bây giờ các bạn cũng sẽ vẽ giúp mình vào đây một cái hình vuông để các bạn tìm hiểu về cái chế độ này nhé rồi mình giữ ship này mình vẽ vào đây một cái hình vuông à, mình chọn cho nó một cái màu màu cam đi thế thì bây giờ nó sẽ có một yêu cầu là các bạn sẽ cần phải căn chỉnh cái hình vuông này ví dụ vào nằm sát mép trên, nằm sát mép bên tay trái, nằm sát về bên dưới, nằm sát về bên tay phải hoặc nằm chính giữa của cái pha thiết kế này. Thì thông thường nếu như các bạn kết hợp kiến thức ở bài trước này, ví dụ nhé các bạn dùng selection tool này, các bạn kéo nó lên đây cũng được này. Sau đó các bạn sẽ làm sao nhỉ? Dùng mũi tên lên xuống trái phải để các bạn đưa nó về trên. Rồi các bạn làm gì nữa? Các bạn sẽ bấm can chỗ Y để các bạn kiểm tra được chế độ xuyên thấu. Các bạn nhìn xem nó đã sát bên trên này chưa? thì đó cũng là một cách để cho các bạn làm. nhưng mà bài này các bạn sẽ học cách để chúng ta có thể làm làm nhanh hơn và làm chính xác hơn nhá. rồi. thế thì bây giờ này, khi các bạn chọn vào đối tượng thì lập tức các bạn nhìn lên chai công cụ này, nó sẽ có một số cái chế độ căn chỉnh cho các bạn để các bạn đi đấy lựa chọn. thì đầu tiên các bạn thấy này chúng ta sẽ có biểu tượng này là biểu tượng gì đấy căn vào mép góc bên tay trái các bạn thấy dấu gạch ngang bên tay trái chưa đây là căn vào mép bên tay trái này tương tự dấu gạch ngang ở bên tay phải thì nó là căn vào mép bên tay phải căn vào mép bên trên và căn vào mép ở bên dưới thì mình bấm nhá mình bấm căn tay trái này thì lập tức cái đối tượng này nó sẽ nhảy chính xác về sát mép cái bên tay trái pha thiết kế của các bạn tương tự với cái này là lên trên này với cái này là xuống dưới này mép dưới và cái bên này thì nó sẽ là cái mép ở bên tay phải nhé bất kỳ cái đối tượng đang ở đâu thì các bạn chỉ cần căn chỉnh cái nhảy xuống dưới này nhảy lên trên này nhảy sang phía bên tay trái và nhảy sang bên phía tay phải một cách chính xác tuyệt đối nhé thì đó là cách để các bạn làm chính xác và làm nhanh khi chúng ta sử dụng tới cái công cụ căn chỉnh ở trên này thế thì để căn chỉnh vào giữa thì các bạn sẽ có các cái lựa chọn nào thì đây khi các bạn ấm như vậy thì nó sẽ căn vào giữa nhưng mà giữa theo chiều chiều dọc giữa theo chiều dọc để làm theo giữa chiều ngang thì các bạn bấm đây nó sẽ căn giữa cho các bạn ở theo chiều ngang luôn và đây chính là vị trí nằm giữa cái pha thiết kế của các bạn đó lưu ý nhất để nằm giữa thì các bạn sẽ phải cần phải làm giữa hai lần một là giữa theo chiều chiều ngang và hai là giữa theo chiều dọc đây đó thì nó sẽ vào đúng cái pha thiết kế cho các bạn cái chế độ này thì các bạn tương đối là dễ hiểu đúng không? Đó là căn chỉnh giữa một đối tượng và pha thiết kế. Cái thứ hai là chúng ta sẽ học cách căn chỉnh giữa hai đối tượng với nhau. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ vẽ giúp mình tiếp vào đây một cái hình vuông to hơn bằng cách các bạn giữ ship. Các bạn chọn cho nó một cái màu màu xanh đi, màu xanh này, ok. Thế thì bây giờ sẽ có một yêu cầu là gì? Các bạn muốn đưa cái hình vuông màu cam này nằm giữa ở đúng cái hình vuông hình chữ nhật đây, nằm giữa trung tâm của hình vuông to hơn này thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đầu tiên các bạn cũng sẽ sử dụng công cụ selection, các bạn quét chọn hai cái hình vuông này. Đó, sử dụng công cụ chữ V nhá. Quét chọn hai cái hình vuông, sau đó ở thế này các bạn thấy chúng ta sẽ có một số cái chế độ này là align to selection, align to key object và aspect thì các bạn chọn giúp mình cái thứ hai đây chế độ thứ hai này căn chỉnh giữa hai đối tượng với nhau thì các bạn chọn giúp mình vào cái có tên là key object thì lập tức cái hình vuông to này nó sẽ có một cái viền xanh xung quanh đậm hơn để nó báo hiệu cho các bạn biết đây sẽ là cái đối tượng cố định còn đây sẽ là cái đối tượng bị căn chỉnh bởi vì chúng ta đang muốn căn chỉnh cái hình vuông màu cam nhỏ vào giữa hình vuông màu xanh to vì vậy các bạn sẽ cố định hình vuông màu xanh sau đó các bạn chọn cái chế độ căn chỉnh ở giữa là nó sẽ nhảy vào giữa cho các bạn. Tuy nhiên là các bạn đang không nhìn thấy bởi vì sao nhỉ? Bởi vì nó đang nằm bên trên. Rồi, bây giờ mình làm lại cho các bạn này. Đây, mình sẽ vẽ trước một cái hình vuông, hình vuông lớn này. Màu xanh. Rồi, tiếp theo mình vẽ tiếp một cái hình vuông nhỏ màu màu da cam nhá. Bây giờ các bạn đang muốn đưa cái hình vuông màu cam nằm giữa trung tâm của hình vuông màu xanh thì các bạn cũng chọn công cụ selection, các bạn quét chọn cho mình. Sau đó các bạn chọn trên này là key object và cuối cùng thì đây các bạn sẽ căn chỉnh. Căn rất là quay lại nhé, đây. Các bạn muốn căn chỉnh cái nào thì các bạn phải đánh dấu cái đó là là màu xanh nhé mình chọn lại này, đây, chọn lại này. Sau đó mình chọn là key object. Thì mình muốn cố định màu xanh thì mình phải chọn cho cái này là màu xanh đậm này rồi mình mới căn chỉnh này thì lập tức cái màu vàng nó sẽ nhảy vào vào giữa trung tâm của màu xanh còn các bạn muốn nhảy sang trên này cũng được này tương tự như bài trước thì các bạn cũng có căn gì đấy căn ở trên mép trên căn sang góc mép trái căn xuống mép dưới và căn sang mép phải đây mép phải đây còn đây sẽ là căn căn giữa theo chiều chiều ngang và căn giữa theo chiều dọc thì lập tức cái hình vuông này nó sẽ chui vào chính giữa cái hình vuông màu xanh là cái đối tượng mà các bạn đã có đường cố định này này. Đó thì đó là cái chiều thứ hai nhá, là căn chỉnh giữa hai đối tượng với nhau và cuối cùng là các bạn sẽ học cách căn chỉnh giữa nhiều đối tượng với nhau. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ vẽ tiếp ra đây. Một cái hình vuông nữa. Hình vuông vừa. Rồi, mình cho nó là màu vàng màu vàng đó thì bây giờ các bạn sẽ căn chỉnh muốn nhá các bạn muốn căn chỉnh ba cái mép trên của ba hình vuông này nó đều nằm chung một đường căng thẳng thì các bạn cũng sẽ quét chọn ba cái hình này sau đó các bạn căn theo mép trên này thì lập tức các bạn thấy gì đây các bạn thấy là ba cái hình này của các bạn nó sẽ đều nhảy lên mép trên nhá nhưng mà các bạn nhớ chọn dung hình vào gì đấy vào align to selection đây mình làm lại này căn chỗ z là quay lại này Ờ, mình sẽ chọn ba hình vuông này sau đó các bạn chọn gì đấy cái chế độ là align to selection nhá rồi các bạn căn chỉnh đó thì ba cái hình này nó sẽ chung nhau một cái mép ở trên tương tự mép dưới này đó các bạn bấm mắt trái thì bọn này nó nhảy sang đây để căn theo mắt trái còn các bạn căn theo mắt phải thì tất cả nó sẽ nhảy sang bên này đó căn chỗ z để quay lại đó đây mình nhắc lại này mình nhắc lại ba chế độ nhé cái đầu tiên là căn ba đối tượng với nhau cái thứ hai là căn hai đối tượng và cố định một cái và cái thứ ba là căn theo pha thiết kế của các bạn đó thì bây giờ các bạn muốn cả ba đối tượng này nhá cùng nằm ở bên dưới sát mép dưới pha thiết kế thì các bạn chọn vào chữ Asport bởi vì Asport là thiết kế mà sau đó các bạn chọn căn xuống dưới là nó sẽ nhảy xuống bên dưới cho các bạn và các bạn có thể gì đây các bạn có thể căn nó đều nhau được nhá Ctrl Z để quay lại Nếu bấm nhầm thì các bạn sẽ bấm Ctrl Z Và các bạn chọn tiếp các cái biểu tượng căn giữa khác Đó, nó tương đối nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn nhé Các bạn cứ nhìn cái vạch ngang này là các bạn sẽ hiểu nó là cái gì Đó, thì đó là ba cái chế độ căn chỉnh mà các bạn sẽ cần phải nắm được Ở trong bài số 21 này Bao gồm có căn gì đấy Căn theo cái vùng chọn là các bạn chọn cái nào Thì nó sẽ căn theo cái đó Cái thứ hai là căn theo theo cố định thì các bạn chọn là gì đấy? khi object và cái thứ ba là căn theo cái pha thiết kế thì nó sẽ là aspect nhá. Các bạn sẽ tập dụng mình ba cái hình vuông rồi các bạn sẽ luyện tập một số cái chế độ căn chỉnh. Quan trọng nhất là các bạn sẽ tìm hiểu giúp mình cái căn theo pha thiết kế này để các bạn có thể làm gì đấy? biết một đối tượng nào đang nằm ở giữa pha thiết kế không? Các bạn sẽ căn theo đối tượng hai đối tượng để các bạn có thể đưa một cái đối tượng vào nằm giữa trung tâm thì các bạn chọn là khi rồi các bạn căn đó. Và cái thứ ba là căn giữa gì đấy. Các đối tượng với nhau thì các bạn chọn là selection. Tiếp theo ở trong bài số 22 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thứ tự hiển thị của các đối tượng ở trong phần mềm AI. Đây là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà yêu cầu các bạn bắt buộc sẽ phải nắm được nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm AI lên đầu tiên các bạn sẽ vẽ giúp mình một cái hình vuông bằng cách các bạn chọn vào công cụ m sau đó các bạn giữ shift và các bạn vẽ giúp mình một cái hình vuông Ở màu sắc thì các bạn có thể chọn tùy ý nhé, chọn tùy ý tiếp theo các bạn sẽ vẽ giúp mình một cái hình tròn bằng cách các bạn chọn vào công cụ l các bạn cũng giữ shift và các bạn gì đây vẽ vào công cụ hình tròn hình tròn lưu ý nhất trong khi vẽ thì các bạn có thể gì đây các bạn có thể đè phím cách của các bạn để các bạn có thể di chuyển được hình tròn này nhá. Sau khi xong thì các bạn sẽ nhả lấy ra. Thì các bạn sẽ vẽ hình tròn đè lên trên hình vuông giúp mình. Đây, vẽ hình tròn đè lên trên hình vuông như vậy. À, màu sắc các bạn sẽ đổi sang màu khác nhá, cho dễ nhìn. Màu đỏ. Và cuối cùng các bạn sẽ vẽ giúp mình một cái hình tam giác bằng cách các bạn chọn vào công cụ polygon. Đó, của mình đây nó sẽ có sẵn đa cạnh rồi. Còn nếu như của các bạn đang là các cạnh khác thì các bạn sẽ sử dụng cái phím để nhả lên xuống trái phải ở trên bàn phím để tăng giảm số cạnh nhá. Cái này các bạn học rồi. Tam giác này, mình cũng di nó vào đây và mình đặt nó nằm trên hình tròn và trên hình vuông và mình sẽ đổi cho nó một cái màu vàng, màu cam, màu vàng đi. Đó. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về cái thứ tự hiển thị của các đối tượng nhá. Nhìn vào đây thì các bạn thấy là gì nhỉ? Nhìn vào đây các bạn thấy hình tam giác của chúng ta đang là hình nằm ở trên cùng. Bởi vì khi các bạn di chuyển hình tam giác đi đâu nó sẽ che mất cái hình tròn và hình vuông đến đó đây thì các bạn thấy là cái hình tam giác đang ở trên cùng này nằm ở giữa đó là hình hình tròn hình tròn đang nằm dưới hình tam giác nhưng mà làm gì đấy nằm trên hình vuông đây dù các bạn có di chuyển như vậy này thì các bạn cũng không thể nhìn thấy hình tròn mà các bạn sẽ nhìn thấy hình tam giác nhưng mà nó sẽ che đi phần màu xanh của hình vuông bởi vì sao bởi vì các bạn thấy là hình tròn đang nằm giữa ở hình gì đấy hình tam giác và hình vuông và tương tự hình vuông là hình nằm dưới cùng đó các bạn cứ gì đến đâu thì các bạn sẽ thấy nó mất đến đó còn hở chỗ nào thì các bạn sẽ nhìn thấy đây ví dụ hở màu xanh ở đây thì đây là phần thừa của hình vuông cho nên các bạn sẽ nhìn thấy còn phần thiếu thì nó đang bị hình tam giác và hình tròn nó che lại đó thì các bạn sẽ gì đây sẽ phải biết được nhìn nhá biết cách nhìn thứ tự hiển thị của các cái hình này thế thì để cho các bạn dễ nhìn hơn thì bây giờ các bạn sẽ mở ra cái bảng layer layer là bảng nào layer là cái bảng này này các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng này nhé di chuột vào đây hình các cái tầng lớp xếp vào nhau này thì người ta gọi là layer bấm vào đây thì nó ra cho các bạn cái bảng này hoặc các bạn ấn vào phím F7 trên bàn phím thì nó cũng ra cho các bạn cái bảng này nhé F7 để tắt F7 để mở này tắt mở tắt mở bằng cái phím F7 nhá đó hoặc không thì các bạn sẽ ấn vào đây để mở và ấn vào đây một lần nữa để tắt rồi mình ấn F7 để mở này trong cái hình này thì các bạn thấy chúng ta sẽ có ba hình là gì đấy hình tam giác màu vàng, hình tròn màu hồng và hình vuông màu xanh. Nếu như các bạn không nhìn thấy ba hình này thì các bạn sẽ ấn chuột trái vào biểu tượng layer 1 nhá để chúng ta gì đây nó sổ xuống cho các bạn các cái đối tượng ở bên trong. Đây, một là các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Cái mũi tên chỉ ngang thì các bạn sẽ không nhìn được thấy các hình ở dưới mà các bạn phải chuyển cái mũi tên này thành chỉ dọc bằng cách ấn chuột trái vào nó để chúng ta nhìn được ba hình này này. Đó, thì hình tam giác đang ở trên cùng, vì vậy các bạn sẽ nhìn thấy nó ưu tiên ở trên cùng này. Đó, tam giác đang nằm trên hình tròn và đang nằm trên hình vuông thì các bạn thấy hình tam giác di chuyển đâu? Di chuyển đến đâu nhá thì nó sẽ che đi các cái phần hình ở bên dưới. Tương tự hình tròn là hình ở giữa, vì vậy các bạn di chuyển hình tròn đi đâu thì nó sẽ bị hình tam giác che lại. Nhưng mà nó lại gì đây? Che lên cái phần hình hình vuông màu xanh bởi vì nó đang nằm ở giữa hình tam giác và hình màu xanh vuông màu xanh ấy và cuối cùng tương tự là hình gì đây hình vuông màu xanh thì nó sẽ làm sao nằm ở dưới cùng bị hình tròn và hình tam giác che lại đó thì đó là cái gì đấy đó là cái thứ tự hiển thị của các cái đối tượng thì nhìn vào đây thì các bạn cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được về cái vị trí của nó thì có một cái thao tác quan trọng hơn mà các bạn sẽ cần phải nắm được là thay đổi vị trí hiển thị của nó đây thay đổi hiển thị vị trí nhá thay đổi vị trí các đối tượng đó giả sử bây giờ các bạn muốn cái hình tam giác này nó ở dưới cùng cơ thì các bạn chỉ việc giữ chuột trái vào hình tam giác đây các bạn kéo nó xuống và các bạn đặt nó dưới cùng thì lúc này các bạn thấy hình tròn của chúng ta đang ở trên đầu này hình tròn đang ở trên đầu di chuyển đến đâu thì các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ hình tròn bởi vì nó không bị cái gì che nữa bởi vì đang nằm trên cùng mà là hình tròn đang trên cùng đó tương tự hình vuông vẫn ở giữa thì nó sẽ nằm dưới cái hình tròn nhưng mà nằm trên hình tam giác di chuyển đến đâu thì sẽ che đi hình tam giác và vẫn nằm dưới hình tròn nhé và cuối cùng là hình tam giác thì bây giờ các bạn thấy nó ở cuối cùng thì khi để hình vuông và hình tròn che đi thì các bạn sẽ không nhìn thấy hình tam giác ở đâu nữa nhưng mà bản chất nó vẫn còn trong thiết kế nhé bản chất hình tam giác vẫn còn ở trong thiết kế của các bạn tuy nhiên là nó đang bị che bởi hình hình vuông và hình tròn các bạn kéo ra thì các bạn sẽ nhìn thấy lại được cái hình gì đấy hình tam giác đó vì vậy cái cách đầu tiên để các bạn có thể di chuyển các đối tượng là các bạn sẽ mở ra bảng layer bằng cách bấm vào đây sau đó các bạn giữ chuột trái và các bạn có thể thay đổi bất kỳ cái vị trí nào muốn lên trên cùng thì các bạn sẽ kéo tam giác lên trên cùng đó hoặc kéo hình vuông lên trên cùng thì lúc này hình vuông của các bạn lại ở trên cùng này di chuyển đến đâu thì nó sẽ che đi phần hình tam giác và hình tròn đó là cách số 1 để các bạn có thể di chuyển nhé cách thứ hai là các bạn sẽ dùng phím tắt thì đây đây sẽ là danh sách các phím tắt này Ctrl mở hoặc vuông là lùi xuống một lớp thì đây mình chọn vào hình vuông này hình vuông đang ở trên đầu nhá mình bấm can trô và mở hoặc vuông thì lập tức nó nhảy xuống giữa nhảy xuống giữa nằm dưới hình tam giác và nằm trên hình tròn bây giờ mình bấm can trô mở hoặc vuông một lần nữa này thì nó sẽ nhảy xuống dưới cùng này can trô mở hoặc vuông thì bây giờ cái hình vuông của các bạn nó sẽ nằm ở dưới cùng thì bây giờ để đưa nó lên nhé thì các bạn sẽ dùng phím gì đấy can trô đóng hoặc vuông để tiến lên một lớp đây hình bằng mà vuông màu xanh này đang ở dưới cùng nhá mình chọn vào nó mình bấm can cho đóng học vuông thì nó lại lên giữa này lên trên hình tròn và bây giờ mình ấn can trô đóng học vuông thì nó sẽ lên trên cùng đó thông thường thì các bạn nên dùng phím tắt này hơn so với việc các bạn kéo thả ở trong cái bảng layer nhá bởi vì sẽ có trường hợp cái layer này của các bạn này nó rất nhiều các hình nó dài lắm thì các bạn kéo thì nó hay gì đây nhanh thôi còn để chính xác thì các bạn nên dùng cái phím lên xuống trái phải Can này này Can đóng mọc vuông Đây đóng đây để tiến một lớp Còn can mở mọc vuông Là để lùi xuống một lớp Đó Như vậy hình tròn đang ở cuối cùng nhé Mình chọn vào hình tròn Mình bấm can trô mở mọc vuông Một lần thì nó lên giữa này Lần thứ hai thì nó lên trên cùng này Để nó cứ lên lớp lên lớp lên lớp mà Còn can trô mở mọc vuông là để nó xuống Rồi Thế thì khi một hình đang ở cuối cùng nhá, mà các bạn muốn đưa lên đầu luôn thì các bạn sẽ kết hợp thêm phím ship ví dụ này ví dụ hình can hình vuông một tròn hình tròn một hồng đúng không đang ở cuối cùng bây giờ các bạn sẽ bấm can chỗ ship và đóng học vuông thì hình tròn của các bạn nó sẽ nhảy lên trên cùng bất kể ở đây có bao nhiêu đối tượng thì khi các bạn ấn thêm phím ship tự động nó sẽ nhảy lên trên cùng đấy hoặc bây giờ các bạn muốn đưa cái hình tròn này xuống dưới cùng thay vì các bạn phải ấn can trô, đóng hoặc vuông hai lần thì các bạn chỉ cần ấn như đấy can chố ship đóng hoặc vuông thì hình tròn của các bạn nó sẽ nhảy xuống nhảy xuống cuối cùng nhé vì vậy là các bạn sẽ có hai cách để các bạn quản lý vị trí của các đối tượng một là các bạn nhìn trong bảng layer sau đó các bạn kéo thả hai là các bạn sẽ kết hợp cái phím gì đấy can trô đóng hoặc vuông và can mở mỏng hoặc vuông cộng với phím ship để các bạn có thể làm nhanh xuống dưới cùng hoặc lên đầu thì các bạn sẽ tùy trường hợp nhé đó nó chỉ thế thôi nếu như các bạn chỉ ấn can đóng vào vuông thì nó sẽ xuống đó đây chọn đây đóng vào vuông nó xuống một lần này lần nữa xuống cuối cùng này để lên đầu các bạn ấm can trô ship và đóng vào vuông đó thì đó là cách để các bạn có thể để quản lý được vị trí của các đối tượng cũng như là các bạn biết cách nhìn các đối tượng cái nào ở trên cái nào ở dưới và khi các bạn muốn di chuyển thì các bạn sẽ có hai cách một là các bạn sẽ di chuyển ở trong bảng layer bằng cách bật tắt ở đây hoặc không thì các bạn sẽ sử dụng tới các cái phím tắt như vậy nhé rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ giúp mình ba cái hình như vậy để các bạn thực hành giúp mình cái phần này nhé tiếp theo ở trong bài số 23 này thì các bạn sẽ cùng nhau đi học cách sao chép và nhân bản đối tượng nhiệm vụ của bài này là các bạn sẽ cần phải nắm giúp mình bốn cái tổ phím Ctrl C căn chố v căn số f và căn số b thế thì bốn cái này nó là cái gì bây giờ các bạn sẽ mở giúp mình phần mềm ai lên nhá đầu tiên các bạn sẽ vẽ giúp mình vào đây một hình tròn vẽ một cái hình tròn à, các bạn sẽ tô màu cho nó rồi thế thì giả sử bây giờ các bạn muốn vẽ tiếp một cái hình tròn nữa có cái kích thước hay có cái tỷ lệ bằng với hình tròn các bạn đã vẽ thì thay vì các bạn phải vẽ lại thì các bạn sẽ sử dụng cái kiến thức là gì đấy sao chép và nhân bản đầu tượng nhá thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái hình mà các bạn muốn nhân bản sao chép nhân bản đấy sau đó các bạn sẽ bấm phím cho C giúp mình tương tự khi các bạn sử dụng phần Word Excel ấy, Ctrl C để copy đúng không thế thì nó sẽ có một cái lưu ý là gì khi các bạn ấn cho C để copy này và bây giờ để các bạn nhân bản ra thì các bạn sẽ có tòa phím đầu tiên đây là gì để copy hay là sao chép đấy thì căn v có nghĩa là nhân bản đây các bạn bấm căn v nhân bản nhưng mà nó sẽ nhân bản cái hình tròn các bạn vừa vẽ vào đúng giữa cái pha thiết kế của các bạn vào giữa đó đầu tiên là phím căn v nhá đây mình làm lại này, mình xóa đi làm lại này đầu tiên các bạn chọn vào cái đối tượng mà các bạn muốn gì đây nhân bản sau đó các bạn bấm phím căn c để copy và căn v để nhân bản thì tự động nó sẽ nhân bản cho các bạn một cái đối tượng giống hệt cái này nhưng mà nó đặt luôn cho các bạn vào giữa pha thiết kế trường hợp số 2 là gì trường hợp số 2 là các bạn cũng sẽ ấn Ctrl C để copy nhưng mà thay vì ấn Ctrl V nhá các bạn sẽ bấm Ctrl F đây mình ấn Ctrl C để copy này và các bạn sẽ bấm Ctrl F khi các bạn bấm Ctrl F thì các bạn thấy không có bất kỳ một cái hiện tượng gì xảy ra cả nhưng mà thực chất là nó đã nhân bản cho các bạn một hình tròn rồi Và nó tự động nó đặt lên trên cái hình tròn cũ của các bạn Bằng chứng bây giờ các bạn sẽ đổi màu Xanh ok Và các bạn kéo ra Thì các bạn thấy cái hình tròn mới là cái màu xanh Còn cái cũ là cái màu đỏ của các bạn Thì cái căn số F này cũng là nhân bản Đối tượng Nằm đè lên trên Đối tượng cũ Mình làm lại này mình xóa cái màu xanh đi nhá. Rồi, mình bấm vào đây này, mình bấm Ctrl C để copy và mình bấm Ctrl F để nhân bản. Thì lúc này mình đã có được hai hình tròn rồi. Thì cái này chính là cái ở bên trên chính là cái mà sau khi các bạn bấm Ctrl F ấy thì đó là thao tác đấy, nhân bản đối tượng nhưng mà tạo đối tượng mới nằm đè lên trên đối tượng cũ và cuối cùng là gì? Cuối cùng sẽ là một cái thao tác nữa là Ctrl C cũng để copy này. Nhưng mà thay vì các bạn bấm Ctrl V và Ctrl F thì các bạn sẽ bấm can số B can số B thì lúc này các bạn thấy là gì đấy? các bạn cũng chưa thấy bất kỳ một cái điều gì xảy ra ở trên cái file thiết kế của các bạn nhưng mà thực chất là nó cũng sẽ tạo cho các bạn một cái đối tượng và nó đặt bên dưới cái đối tượng mà các bạn vừa sao chép thì đây đó thì đây sẽ là cái đối tượng mới của các bạn này thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng cái phím can F nhiều nhất chúng ta sẽ nhân bản lên trên thay vì các bạn nhân bản vào giữa và nhân bản xuống dưới nhé đây cũng là nhân bản nằm bên dưới đối tượng sao chép đó vì vậy cái thao tác các bạn dùng nhiều nhất sẽ là căn c và căn f nhá rồi mình nhắc lại này căn c là gì nhỉ ở uh, c đây mình vẽ một hình uh, mình sẽ bỏ nền đi chuyển sang màu xanh can c là để gì đây là để copy và can f là để nhân bản nhưng mà tạo ra một đối tượng mới nằm lên trên chính cái đối tượng cũ của các bạn đó thì đây sẽ là hai cái thao tác mà các bạn cần phải sử dụng nhiều nhất nha can c và can f chứ ít khi các bạn gì đây ít khi các bạn sử dụng can c và can v đây can c này can v thì nó vào giữa thì sau đó các bạn sẽ mất công các bạn kéo lại gần đây thì nó sẽ không tiện bằng so với việc các bạn sử dụng là can f còn một cái nữa là căn số B thì nó cũng tương tự căn chỗ F nhưng mà nó sẽ nằm bên dưới. Nằm bên dưới thì các bạn sẽ khó co kéo hơn, khó di chuyển hơn so với việc nằm ở bên bên trên. Vì vậy các bạn sẽ thường xuyên sử dụng là căn số C và căn số F nhá Ở trong ngoài 23 ngày hôm trước thì các bạn đã được làm quen với các cái tổ phím để sao chép và nhân bản đối tượng đó là căn số C này, căn số V, căn số F và căn số B. Tiếp theo trong bài 24 này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cách nữa cũng tương đối là hay để các bạn có thể sao chép và nhân bản đối tượng. Thì bây giờ các bạn sẽ mở AI lên nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ giúp mình vào đây một cái hình chữ nhật thẳng đứng. Sau đó các bạn sẽ sử dụng công cụ này để các bạn quét qua một góc này để các bạn dưới đây bẻ thẳng nó xuống. Đó, thì ý tưởng của mình sẽ là gì? sao chép và nhân bản cái hình này ra thành nhiều và xếp nó theo thứ tự để chúng ta làm một cái hàng rào thì theo kiến thức của bài trước thì các bạn chọn vào nó này sau đó các bạn bấm phím gì nhỉ bấm phím Ctrl C để copy này sau đó các bạn bấm Ctrl F để nhân bản rồi các bạn kéo nó ra đây đó lại Ctrl F tiếp các bạn lại kéo nó ra đây Ctrl F để kéo nó ra đây đó làm như cách này thì nó sẽ có hai cái yếu điểm một là các bạn sẽ mất thời gian và cái thứ hai là khoảng cách các bạn kéo này đôi khi nó không đều, không đều nhau. Thì có một cách hay hơn để các bạn làm được cái việc này là gì? Rồi mình xóa cái này đi nhá. Xóa cái này đi. Thì đầu tiên này mình cũng sẽ phải chọn vào cái đối tượng mà các bạn muốn sao chép vào nhân bản. Sau đó các bạn giữ phím ALT nhá. Giữ phím ALT để sao chép này. Khi mình đè cái phím ALT, ALT là cái phím nó nằm cái phím dấu cách của các bạn đấy Đè phím ALT xuống thì lập tức con chuột của mình sẽ thành gì đấy thành hình hai con chuột đây bây giờ nó chỉ có một cái đấy nhá nhưng mà đè phím alt xuống này thì con chuột hiện thêm một cái con chuột màu trắng nữa để báo hiệu cho các bạn biết là các bạn sắp sửa làm cái thao tác là nhân bản sau đó các bạn giữ chuột trái các bạn kéo nó ra thì tự nhiên các bạn cũng sẽ được một cái hình giống hệt hình cũ và các bạn muốn di chuyển nó đến đâu cũng được nhá đây mình sẽ đặt vào đây đó thì đó là thao tác để các bạn có thể gì đây sao chép và nhân bản một cái đối tượng bằng việc là giữ phím alt và kéo cho ra ngoài nhưng mà bây giờ các bạn sẽ có một cái thao tác lặp lại đây lặp lại thao tác nhân bản thì thay vì các bạn sẽ phải làm nhiều lần thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm cái tổ phím là can chỗ d lại thao tác đây mình bấm can chỗ d nhá can chỗ d d d d d d đó thì nó sẽ tự động nó nhân bản ra cho các bạn các cái đối tượng khác nhau và khoảng cách này thì các bạn yên tâm là nó sẽ bằng khớp so với việc các bạn kéo ban đầu nhé mình làm lại này mình sẽ xóa đi mình làm lại này rồi đầu tiên mình chọn vào cái đối tượng mình muốn sao chép và nhân bản sau đó mình giữ phím alt mình kéo ra ngoài một chút đó xong được như vậy nhá thì mình chỉ bấm Ctrl cho d thôi liên tục là nó sẽ sao chép cho các bạn được rất nhiều các cái đối tượng ra bên ngoài thì tự nhiên chỉ với một vài thao tác là mình sẽ có được một cái hàng rào đó vì vậy các bạn sẽ cần phải nhớ nhá nhớ là sao chép thì bằng gì đây bằng cách giữ phím alt và kéo chuột ra ngoài khi nào các bạn muốn lặp lại nhiều đối tượng hay lặp lại thao tác thì các bạn sẽ bấm thêm tổ hợp phím là can chỗ d đơn giản các bạn nhé rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả của nó thì rất là cao đây nhanh nữa giữ A và T này kéo ra ngoài nhân bản để bấm căn cho D căn D căn D căn D căn D đó các bạn muốn có bao nhiêu cái cũng được đó thì đó là kiến thức rất là hay mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 24 này nhé các bạn sẽ tập vẽ cho mình vào đây một cái hàng rào như vậy tiếp theo ở trong bài số 25 này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thao tác nữa mà các bạn cũng nên biết khi các bạn làm việc ở trên phần mềm AI đó là thao tác nhóm và bỏ nhóm thế thì khi các bạn thiết kế nhé sẽ có trường hợp các bạn làm xong một cái đối tượng hay là một cái chủ đề nào đó rồi nhưng mà tự nhiên các bạn lại muốn thay đổi vị trí ví dụ các bạn đã vẽ xong một cái hàng rào như vậy rồi mà bây giờ các bạn lại muốn thay đổi vị trí các bạn muốn di chuyển cái hàng rào này dịch sang góc bên tay phải này thì như vậy bây giờ các bạn cần di chuyển từng cái một thì nó sẽ mất thời gian và nó tương đối không được chính xác hoặc khi các bạn sử dụng đối các cái công cụ căn chỉnh thì các bạn sẽ khó làm thì để khắc phục điều đó chúng ta sẽ có một cái thao tác là nhóm là sao? Tức là các bạn sẽ nhóm toàn bộ các cái hàng rào này lại thành một đối tượng bằng cách các bạn cũng sẽ chọn đây dùng công cụ selection này các bạn chọn toàn bộ cái hàng rào này sau đó các bạn sẽ bấm phím G ctrl G ctrl G là để nhóm để nhóm đối tượng các đối tượng đó khi các bạn đã nhóm lại được như vậy rồi thì bây giờ các bạn lại di chuyển cái này một cách hoàn toàn bình thường này đó thì các bạn có thể di chuyển nó tới bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn gì đấy yêu thích hay là mong muốn nhá bởi vì sao bởi vì bây giờ nó sẽ thành một rồi các bạn sẽ không còn phải di chuyển từng cái hay các bạn không còn sợ bị sai cái phần kết cấu hay kích thước của nó mà các bạn sẽ làm sao nhỉ di chuyển đơn giản như vậy thôi thế thì khi các bạn xong rồi thì các bạn cũng có thể bỏ nhóm hoặc không cần nhá bởi vì các bạn những đối tượng nào mà giống nhau hay là cùng chung một mục đích thì các bạn sẽ nên nhóm nó lại để cho các bạn dễ quản lý được nó. Còn khi các bạn muốn bỏ nhóm thì các bạn sẽ bấm Ctrl Shift G. Ctrl Shift G là để bỏ nhóm, đây. Ctrl Shift G để bỏ nhóm. Thế thì khi bỏ nhóm thì các bạn lại di chuyển từng cái một như bình thường thôi. Mình làm lại nhá. Chọn toàn bộ này, bấm Ctrl G là để để nhóm nó lại. Còn để bỏ nhóm thì bấm can Shift G là để bỏ nhóm nó ra. Đó, can Z là để quay lại các cái thao tác trước đó. Quét chọn này, can G. Đó, đó là kiến thức mà các bạn sẽ cần phải nắm được ở trong bài số 25 này nhé. Như vậy là sau khi đã trải qua 25 bài học đầu tiên về phần mềm AI thì mình đã trang bị cho các bạn rất nhiều các kiến thức, công cụ và các cái thao tác quan trọng để các bạn có thể thiết kế ở trên phần mềm này đây là thao tác các bạn cần phải nắm được nhé bởi vì chúng ta sẽ thường xuyên phải sử dụng đến nó khi các bạn thiết kế các sản phẩm ở trên phần mềm AI thế thì kiến thức về AI sẽ còn rất nhiều mà các bạn sẽ cần phải học cụ thể là gì cụ thể là các bạn sẽ cần phải tìm hiểu tiếp về gì đấy về các cái phông chữ này bởi vì các bạn biết là gì đấy khi thiết kế chắc chắn chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới các cái phông chữ mà nó sẽ có tiếng Việt để cho các bạn làm cụ thể là gì các bạn làm các chủ đề khác nhau thì các bạn sẽ cần phải sử dụng các cái phông chữ khác nhau đó rất nhiều các thể loại mà các bạn sẽ cần phải phải làm nhá đây phông đám cưới này ví dụ này đây là cái phông gì đấy phông của Samsung thì các bạn sẽ thường xuyên gặp phải cái phông này ở trên các sản phẩm thiết kế của điện máy xanh hoặc là thử di động nhá đó đây là phông liên quan tới chủ đề mỹ phẩm làm đẹp phông uh, nghỉ lễ thông báo này à đây đây là phông của shopee nhá đó phông shopee rất là nhiều lĩnh vực mà các bạn phải làm đây là phông phông tết à, phông gì đây phông về đồ ăn thực đơn đúng không thức uống đó bún bò huế này đồ ăn hàn này đó thì đó là về phông chữ các bạn sẽ cần cần phải làm cần phải học này tiếp theo là các bạn cần học về cái gì các bạn sẽ cần phải học về màu sắc các bạn biết cách chọn và sử dụng tới các cái màu đẹp thì đây cùng một màu sắc thì nhưng mà các bạn chọn được các cái mã màu khác nhau thì nó ra cho các bạn các cái màu khác nhau nhé ví dụ ở đây các bạn rất khó các bạn có thể chọn được cái màu xanh này bởi vì đây là phải sử dụng mã màu xanh chuẩn nhá đây chính là màu xanh của cái facebook đấy hoặc các bạn thấy màu đỏ này thì đây là màu đỏ đẹp tại sao nó gọi là đỏ đẹp bởi vì đây chính là màu đỏ của youtube nhá họ đã chọn ra những cái mã màu chuẩn thì chúng ta chỉ việc đấy chỉ việc sử dụng thôi thì có rất nhiều màu đẹp ở đây thì các bạn cũng sẽ cần phải học qua về về màu sắc nhá tiếp theo các bạn sẽ học về cái gì các bạn sẽ cần phải học về các cái thiết kế ấn phẩm ví dụ các bạn thấy này chúng ta cần phải dùng tới các cái dữ liệu như vậy để các bạn thiết kế về đồ uống này hoặc các bạn làm về gì đấy à, bán hàng thì các bạn sẽ cần phải có các cái giá trưng bày hoặc các bạn làm chủ đề về tết lễ hội thì các bạn sẽ cần phải có các cái vector như vậy đây đều là toàn bộ các hình ảnh mà đã được tách nền sẵn rồi các bạn chỉ việc thêm vào các bạn sử dụng thôi Chứ các bạn sẽ không cần phải đi tách nền nữa nhé Đó Toàn bộ cái này là các bạn đã được tách nền sẵn hết rồi Các bạn chỉ việc sử dụng thôi Thích cái nào thì các bạn sẽ sử dụng tới cái đó nhé Rất là nhiều Để cho các bạn làm Rất nhiều nhé Và toàn bộ các cái này thì người ta gọi là gì đấy Kho dữ liệu ảnh thiết kế Thế thì bây giờ Làm sao để các bạn có thể học tiếp Về AI cũng như các bạn có được cái kho này Để cho các bạn gì đấy làm Đây chính là kho để các bạn làm nghề nhé Vừa học và sau này các bạn sẽ sử dụng nó để các bạn làm nghề luôn thì đây người ta gọi là kho dữ liệu ảnh thiết kế hay là kho đồ nghề thì bây giờ làm sao để các bạn có thể gì đấy học tiếp về AI cũng như các bạn có được cái linh tải của các cái kho này và cách sử dụng thì các bạn có thể tham khảo tới cái khoa học AI của bên mình nhá đây các bạn sẽ truy cập vào cái website các bạn sẽ truy cập tới cái website của mình là gì đấy vũ xuân cường.com nhá website vũ xuân cường com đó trong này thì mình sẽ có danh sách các cái khóa học cho các bạn thì cái khóa về ai nó sẽ là khóa thứ hai này hoặc các bạn tìm ở dưới nhé thông thường nó sẽ khóa gì đấy là khóa học thiết kế với illustrator ai thì để đăng ký thì các bạn sẽ bấm chuột trái vào phần đăng ký học online ở đây đăng ký học online ở đây này đó thì mình để cho các bạn bốn cái bước các bạn chỉ cần làm theo lần lượt bốn cái bước này là các bạn sẽ học được tiếp các cái bài tiếp theo về AI Thì bây giờ các bạn học được 25 bài rồi Khi học thì các bạn sẽ học tiếp sang bài số 26 Là lần như vậy nhá Các cái nội dung này thì nó sẽ không có trên Youtube này Đây, 5 điều các bạn cần phải biết về các cái học của bên mình Là các nội dung còn lại nhé Các bạn sẽ không thể tìm thấy trên Youtube Thứ hai là các bạn sẽ được cấp phần mềm Cũng như là các cái dữ liệu đặc thù thì đây Đây sẽ gọi là dữ liệu đặc thù nhé Chỉ khi nào học thì các bạn mới có được các cái dữ liệu này và cái thứ ba là gì các bạn sẽ học khi rảnh và các bạn sẽ được mình kèm cặp một một trong quá trình học nhé cần hỏi gì thì các bạn sẽ liên lạc với mình qua qua zalo hoặc qua facebook thì đây sẽ là cái zalo của mình này còn đây là facebook của mình nhé đó thì bây giờ đăng ký các bạn sẽ làm thật chậm bấm vào đăng ký online này và các bạn làm lần lượt theo bốn bước nhé để các bạn đăng ký được các cái khoa học với mình thì mình lưu ý là gì ngoài ai ra thì mình sẽ có tương đối nhiều các khoa học khác nữa cụ thể là photoshop thì bạn nào mà có nhu cầu học từ hai khóa trở lên thì các bạn nên đăng ký cái khóa chọn bộ cho nó rẻ nhé đó mình luôn để cho các bạn một cái khóa chọn bộ để cho các bạn học được toàn bộ các kiến thức này với chi phí rất là rẻ thì học phí thì tùy từng thời điểm nó sẽ khác nhau nhưng mà chung quy lại thì học phí bên mình nó sẽ rẻ rất nhiều so với học phí của các bên khác nhé và quan trọng là khi học thì các bạn sẽ được gì đấy hỗ trợ trực tiếp của mình đây hàng ngày mình đang hỗ trợ rất là nhiều bạn thông qua các cái phần mềm nhé đó bạn nào muốn học tiếp về AI để các bạn có thể xem được các bài từ 26 trở đi Cũng như các bạn muốn có được cái kho dữ liệu đồ ngành thiết kế này Thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần đăng ký học và các bạn làm theo bốn bước dung mình nhé Đó, hoặc các bạn có thể chat với mình qua Zalo hoặc Facebook Một trong hai cách này đều được nhé Thông thường thì các bạn chỉ cần đăng ký là các bạn đã có thể tham gia ngay vào khoa học được rồi